Nhân vật chính của câu chuyện là một nam sinh có tên là Shiraishi Junta. Vì sự hiện diện của Junta quá mờ nhạt nên trong cuộc sống chẳng mấy ai có thể nhận ra được cậu ấy. Thậm chí trong lễ tốt nghiệp cấp 2 thì lớp phải ghép mặt của Junta vào vì tưởng là cậu ấy vắng mặt. Và khi có một bạn cùng lớp nhận ra Junta thì tưởng cậu ấy rất lâu rồi mới tới lớp. Mặc dù xung quanh chẳng có ai để ý tới Junta nhưng cậu ấy lại lọt vào đôi mắt của một cô bạn gái xinh đẹp. Đó là Kubo Nagisa, người luôn ở bên cạnh Junta để trêu chọc cậu ấy mỗi khi có cơ hội. Kubo là một cô gái học hành rất giỏi cùng với đó là khả năng vận động đáng nể, nên Junta cho rằng cậu với Kubo chẳng có điểm gì là hợp nhau cả. Nhưng điều lạ là Kubo luôn rất quan tâm tới một chàng trai được coi là tàng hình như Junta. Và hôm nay Kubo muốn được thấy khả năng tàng hình của Junta bá đạo tới mức nào, cơ mà Junta lại chẳng muốn thể hiện làm cho Kubo phồng má giận dỗi. Kubo đã động viên Junta rằng dù cậu có làm gì cũng không bị ai để ý đâu, thế là Junta đã nghe theo lời Kubo và thử đứng lên ghế để tập thể dục xem sao. Và kết quả là cả lớp đã quay xuống dưới nhìn Junta như một sinh vật lạ khiến cho Kubo không nhịn nổi cười. Riêng Junta thì xấu hổ tới mức chẳng muốn nói gì nữa với Kubo luôn. Và để dỗ dành Junta thì Kubo bảo rằng cậu ấy là nam chính của buổi học hôm nay, còn Kubo sẽ trở thành nữ chính của cậu ấy trong mắt các bạn khác. Nhưng Junta lại chỉ coi đó là lời nói đùa làm Kubo có hơi thất vọng. Cô đang định nói gì đó với Junta nhưng các bạn của cô lại rủ đi chơi nên Junta đã thoát nạn. Hết giờ học thì những người bạn của Kubo bảo rằng chắc Junta là một sinh vật lạ hiếm có nên hầu như trong lớp chẳng ai nhìn thấy mặc dù cậu ấy vẫn đến lớp đều đều. Làm Kubo hơi khó hiểu một chút vì lúc nào cô cũng nhìn thấy Junta một cách dễ dàng, còn Junta khi về tới nhà thì cậu lại ở trong căn phòng của mình và đọc những bộ truyện yêu thích. Sáng hôm sau, Kubo đã tới bàn của Junta cùng với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Junta tưởng rằng Kubo đang muốn đấm ai đó nên đã mời cô ấy một hộp sữa bổ sung thêm canxi cho xương chắc khỏe. Nhưng khi thấy Kubo càng giận hơn thì cậu phải quay ngược thời gian xem sáng nay mình đã làm gì. Sau khi mua một hộp sữa cùng một cái bánh mì thì nhân viên phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra Junta. Sau đó thì cậu lại đến trường như thường lệ, tưởng rằng mình vẫn đang tàng hình nên Junta đã bơ Kubo mà không thèm chào cô ấy luôn. Nên giờ Kubo vừa uống hộp sữa của Junta vừa nghĩ ra trò gì đó để phạt cậu ấy. Kubo cho rằng sẽ chẳng ai để ý tới Junta mặc dù cậu vẫn đang ở trong lớp. Nên nếu có người ngồi lên Junta thì chắc cũng chẳng ai nhìn thấy đâu. Thế là Kubo liền ngồi vào lòng Junta khiến cho cậu không khỏi bất ngờ nên chân tay run lẩy bẩy. Còn Kubo thì thách Junta dám lên tiếng vì nếu họ phát ra tiếng động thì cả lớp sẽ nhìn thấy ngay. Nhưng mà cơ thể mềm mại cùng với hương thơm của Kubo đã khiến cho Junta bất tỉnh luôn rồi. Nên Kubo phải véo má mãi thì thanh niên này mới có thể tỉnh dậy. Và sau màn trừng phạt này thì Kubo mới chính thức tha cho Junta chuyện hồi sáng. Còn một chuyện nữa mà Kubo vẫn giận dỗi Junta, nhưng cô đã ghé sát tai Junta để nói khiến cho cậu ấy ngại quá phải ra ngoài hành lang ngồi. Junta không hiểu tại sao Kubo lại luôn trêu chọc cậu như vậy, có phải cậu là một món đồ chơi hoặc là một con thú cưng để cô ấy chơi đùa hay không? Nhưng Kubo bảo rằng chắc chắn bây giờ cô sẽ chưa nói vội, bởi nếu cô nói hết cho Junta biết thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Vì lúc nào cũng tàng hình nên Junta luôn phải thông báo cho thầy giáo biết rằng mình có tới lớp. Khi thấy Kubo thắc mắc thì Junta bảo rằng lúc thầy điểm danh cậu không thể hét to lên được. Hơn nữa ở trong lớp Junta cũng chưa bị thầy giáo gọi lên bao giờ. Kubo thấy vậy thì liền nghĩ ra cách để cho Junta được phát biểu trước lớp. Khi thầy giáo hỏi bài thì Kubo liền giơ tay lên để trả lời. Nhưng cô lại nói là mình chẳng biết gì hết trơn và chỉ có Junta mới hiểu bài mà thôi. Thế là thầy giáo liền mời Junta đứng lên trả lời khiến cả lớp xì xào vì lâu lắm rồi mới nhìn thấy cậu. Cơ mà Junta cũng chẳng biết đáp án nên phải nhờ Kubo nhắc nhở. Và sau khi được cô ấy chỉ bài cho thì Junta mới trả lời được thầy giáo. Thật ra câu hỏi của thầy không hề khó với Kubo vì cô ấy là người giỏi thứ ba toàn khối. Nhưng Kubo vẫn muốn được Junta giúp đỡ mỗi khi cô không biết câu nào. Vừa nói xong thì thầy giáo lại gọi Kubo lên vì thấy cô đang nói chuyện riêng. Tất nhiên là Kubo cũng biết đáp án rồi nhưng cô vẫn phải nghiêng người sang nhờ Junta giúp đỡ thì mới chịu. Vừa hết giờ học thì Kubo đã hỏi xin trang cá nhân của Junta để về hai đứa nhắn tin với nhau. Nhưng đúng lúc này hội bạn của Kubo tới rủ nhau về chung khiến cô tiếc nuối vì Junta đã về trước mất rồi. Junta rất mừng vì hôm nay là ngày phát hành một trò chơi mà cậu rất yêu thích, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu lại ngồi thẫn thờ bên chiếc ghế công viên. Tình cờ Kubo đi qua và thấy Junta một mình nên cô cũng ngồi xuống ghế để hỏi chuyện cậu ấy. Junta bảo rằng ban đầu cậu tới cửa hàng để mua một trò chơi. Nhưng khi gặp mấy người phát khăn giấy thì cậu lại muốn xin họ một cái. Vì Junta vốn là người tàng hình nên phải mãi thì họ mới nhận ra cậu. Tới khi xin được khăn giấy rồi thì lại quên mất mua game mà về đây luôn. Kubo nghe xong thì cũng cạn lời với câu chuyện ảo ma của cậu. Bỗng nhiên Kubo lấy điện thoại của mình ra chụp hình Junta để kiểm tra xem cậu ấy tàng hình tới mức nào. Nhưng kết quả là điện thoại của Kubo cũng coi Junta là nền và làm mờ cậu ấy luôn.
Thế là Kubo liền nghĩ ra cách để trị bệnh tàng hình cho Junta. Cô đã tiến lại gần sát với Junta để có thể chụp hình cả hai đứa. Cuối cùng thì điện thoại cũng nhận diện được Junta để cho Kubo có một bức ảnh kỷ niệm với cậu ấy. Có vẻ như Kubo rất sung sướng vì tấm hình này nên muốn được gửi nó cho Junta. Với cả Kubo cũng muốn được đi chơi cùng với Junta để tiện xin khăn giấy giúp cậu. Junta cũng nhận lời luôn và thế là hai người liền kết bạn với nhau qua ứng dụng Line. Bình thường khi gặp nhau thì Kubo luôn bắt Junta phải làm điều gì đó cho cô ấy. Cơ mà lần này Kubo đã tha cho Junta khiến cậu rất ngạc nhiên tưởng trời sắp có bão. Nhưng Kubo nói rằng hôm nay cô đã nhận được rất nhiều tình cảm từ Junta rồi. Tối hôm đó, Kubo đã gửi cho Junta bức ảnh mà hai đứa vừa chụp hồi chiều, cùng với lời nhắn là lần sau muốn được cùng Junta đi chơi đâu đó. Tuy Junta đã đọc tin nhắn nhưng cậu phải nghĩ xem nên trả lời ra sao khiến cho Kubo phía bên này đang rất hồi hộp. Và khi Junta nhắn tin lại thì Kubo đã tỏ ra rất yêu đời khiến chị gái cũng phải ngạc nhiên. Chị nghĩ rằng chắc em gái mình phải có chuyện gì đó rất vui thì mới tỏ vẻ dễ thương như vậy. Nhưng Kubo không những vui mà còn cực kỳ hạnh phúc khi Junta đã đồng ý đi chơi cùng cô ấy. Vừa hết giờ nghỉ trưa thì Junta cảm thấy rất buồn ngủ, nên cậu ấy định nằm xuống bàn ngủ một giấc vì chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra. Chỉ có Kubo bên cạnh là có thể nhìn thấy nhưng bất ngờ cô ấy cũng đang ngủ gật. Khi Kubo thức giấc thì ánh mắt của hai người đã chạm nhau, nên Kubo liền gửi lời chào buổi sáng tới Junta rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tiết học đầu tiên của buổi chiều là thể dục, vì người chạy cùng Junta luôn mất dấu cậu nên khi cậu về đích thì phải thông báo cho mọi người biết. Và sau khi chạy vài vòng thì người Junta đã đầy mồ hôi, nên khi vừa thấy Kubo tới hỏi thăm thì cậu liền tránh ra rất xa vì sợ có mùi cơ thể. Nhưng mà Kubo chẳng bao giờ bận tâm tới điều đó, thậm chí còn tới ngửi xem mùi nó ra sao, khiến cho Junta lại càng lùi xa hơn vì tim cậu bỗng dưng đập rất mạnh, có vẻ như mái tóc đuôi ngựa của Kubo vừa gây sát thương lớn lên trái tim của Junta. Và cậu cũng thấy lạ khi vừa hết tiết thể dục mà Kubo vẫn thơm như bình thường. Kubo sau đó đã mang khăn giấy tới cho Junta để cho cậu lau mồ hôi. Và khi Junta đang lau thì cô ấy lại quan sát cậu rất kỹ. Kubo bảo rằng khi Junta dùng cái khăn này thì cả hai sẽ có một mùi rất giống nhau và chẳng khác gì một cặp đôi cả. Khiến cho Junta không khỏi ngại ngùng, còn Kubo quay lại lớp học với khuôn mặt rất là vui vẻ sau màn trêu đùa vừa rồi. Khi về tới lớp thì Kubo vừa thay đồ vừa nhìn lại túi khăn giấy của mình. Đang cười khúc khích thì mấy cô bạn tới chơi và muốn xin Kubo một cái khăn giấy. Nhưng vì hôm nay Kubo đang có chung một mùi với Junta rồi nên cô chẳng cho ai xin nữa. Thấy vậy thì bọn họ cũng đoán được lý do hóa ra Kubo cười từ nãy là vì túi khăn giấy đó. Hôm nay là ngày phát hành tập mới của một bộ truyện tranh mà Junta rất mong chờ, nên sau đó cậu đã tạm biệt mẹ để tới cửa hàng sớm nhất. Kubo đi ngang qua thấy vậy thì liền nấp sau cột đèn để quan sát. Có vẻ như độ tàng hình của Junta quá mạnh nên cánh cửa này không thể nào nhận diện được cậu ấy. Kubo rất muốn lên để giúp đỡ nhưng đúng lúc này có một cặp đôi đã tiến vào trước và mở ra cánh cửa một cách dễ dàng, còn Junta vì không kịp bám theo nên cậu vẫn phải đứng ngoài. Thế là Kubo liền phải tiến sát lại chỗ Junta để giúp cánh cửa nhận ra cậu ấy, nên Junta sau đó đã rất ngượng ngùng khi biết Kubo nhìn trộm cậu nãy giờ. Hai người sau đó đã cùng nhau đi vào cửa hàng và Junta đã tỏ ra rất vui mừng khoe với Kubo cuốn truyện mà cậu đang mong ngóng. Thấy Junta hạnh phúc như vậy thì Kubo nghĩ rằng cậu ấy cực kỳ yêu thích bộ truyện này, nên Kubo sau đó đã thử tìm tập 1 để đọc nhưng cửa hàng lại không còn nữa. Thế là cô liền nhờ Junta cho mượn và sau vài giây năn nỉ thì cậu ấy cũng đồng ý. Khi ra khỏi cửa hàng thì Kubo đã dặn Junta mai phải nhớ cầm chuyện lên lớp cho cô. Nhưng trùng hợp là đường về nhà của hai người lại cùng một hướng, nên Kubo liền ngỏ ý muốn qua nhà Junta để lấy luôn cho tiện. Junta ban đầu còn toát mồ hôi vì nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu mời con gái về nhà, nhưng Kubo động viên rằng cô chỉ tới để lấy chuyện thôi chứ không làm thịt cậu đâu mà phải sợ. Khi về tới nhà thì Junta đã mang 3 tập đầu của bộ truyện cho Kubo mượn, còn Kubo thì không khỏi bất ngờ khi nhà của hai đứa lại rất gần nhau và chỉ mất 5 phút đi bộ. Nên cô đã hỏi Junta rằng cậu ấy hay đi học vào giờ nào, và khi biết Junta thường hay đi học sớm thì Kubo quyết định mai sẽ dậy sớm hơn thường ngày. Thế là sáng hôm sau khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ 30 phút thì Kubo đã thức giấc, mặc dù còn đang buồn ngủ nhưng cô đã nhanh chóng đánh răng rửa mặt sau đó thì thay quần áo để chuẩn bị tới trường. Có vẻ Kubo coi đây là một dịp quan trọng nên cô đã lựa qua rất nhiều kiểu tóc, thậm chí còn dùng thêm lọ nước hoa của chị gái cho tóc thơm hơn. Khi thấy em gái mình hôm nay ăn sáng rất sớm thì chị của Kubo vô cùng ngạc nhiên, cô liền trêu em gái rằng hôm nay phải là một ngày rất đặc biệt nên Kubo mới trở nên đáng yêu thế này. Kubo biết mình sắp bị lộ thì liền đánh trống lảng qua chuyện khác, nhưng cái mùi nước hoa trên tóc làm cho chị phải hỏi Kubo rằng thích ai đó rồi đúng không. Mặc dù Kubo đã từ chối nhưng dáng vẻ của cô lại càng làm chị gái thêm nghi ngờ. Vì giờ vẫn còn sớm nên cô đã bảo em gái nên ở nhà chút nữa đi vẫn chưa muộn. Nghe xong thì Kubo đã tỏ ra hơi bực mình còn chị gái thì cười chẳng ngậm được miệng, nên Kubo liền đi học luôn để khỏi phải nghe bà chị này trêu đùa nữa.
Vì Kubo tới rất sớm nên phải đợi vài phút mới thấy Junta xuất hiện, cô liền chỉnh trang lại một lần cuối trước khi ra gặp Junta. Và khi thấy Kubo bất ngờ xuất hiện làm Junta không khỏi giật mình, mặc dù cậu thấy hôm nay Kubo xinh đẹp hơn mọi ngày nhưng chẳng biết nên khen cô ấy như thế nào. Đây cũng là lần đầu Junta được đi học cùng một bạn cùng lớp, vì hồi tiểu học tới giờ cậu chỉ toàn đi một mình mà thôi, nên những lúc như thế này Junta lại càng bối rối hơn không biết nói gì. Thấy giờ vẫn còn sớm thì Kubo liền rủ Junta ra ghế ngồi để trò chuyện. Kubo để ý thấy hôm trước Junta vừa mua bánh đậu đỏ nên thắc mắc rằng phải chăng cậu rất thích đồ ngọt. Junta thừa nhận rằng cậu chỉ hay ăn bánh ngọt thôi chứ cũng không thích lắm. Nghe xong thì Kubo rất vui mừng vì cô đã có thêm một thông tin quý giá. Đúng lúc này nhóm bạn thân của Kubo tới nơi và ngạc nhiên khi thấy hôm nay cô đi học rất sớm. Khi thấy Junta thì bọn họ càng bất ngờ hơn vì đây là lần đầu được thấy mặt cậu. Kubo đang định giới thiệu bọn họ với Junta thì cậu liền đứng lên và đến trường trước, nên Kubo có chút buồn bã vì hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều để đi cùng cậu. Vẫn như mọi hôm thì Junta hay lên sân thượng và ăn một mình, sau khi tan học thì cậu cũng về một mình mà không ai biết. Thậm chí đi một mình trên đường mà cũng chẳng ai để ý tới cậu luôn, nên khi né một cô gái thì Junta đã không cẩn thận để ô tô hát nước vào người. Cơ mà Junta cũng không cần phải lo lắng vì sẽ chẳng có ai nhận ra cậu. Tuy nhiên, ánh mắt của Kubo thì cậu lại không thể né được và đã bị cô ấy phát hiện ra. Nên Kubo liền dục Junta nhanh chóng về nhà để đi tắm cho đỡ bẩn. Nhưng sau khi tạm biệt Kubo thì Junta nhận ra mình chẳng mang chìa khóa nhà. Nên cậu dù có nhấc mãi thì cánh cửa cũng không mở ra được. Còn Kubo khi nghe tiếng thì liền quay lại để giúp đỡ cậu ấy. Junta liền nhắn tin cho mẹ thì nhận được tin 2 tiếng nữa mẹ cậu mới về. Ban đầu Junta định ra công viên tắm cơ mà đây là tháng 11 nên nước sẽ rất lạnh. Thế là Kubo đã rủ Junta về nhà mình để tắm vì nhà cô vừa gần hơn công viên lại vừa có nước nóng. Hơn nữa là hiện tại nhà cô không có ai ở nhà. Sau khi chuẩn bị phòng tắm và dầu gội cho Junta thì Kubo bất ngờ để lộ chiếc áo tí hon chưa giặt của mình. Mặc dù Junta đã nhìn thấy nhưng cậu vẫn phải nói là chưa thấy gì để cho Kubo bớt ngại. Cơ mà Kubo biết thừa mình đã để lộ rồi nên sau đó cô đã rất xấu hổ. Kubo đã chuẩn bị thêm cho Junta một bộ quần áo để cậu ấy thay. Và trong lúc đợi Junta tắm thì Kubo đã giặt xong chỗ quần áo của cậu rồi. Junta cũng vừa nhận tin nhắn rằng mẹ cậu ấy đã về tới nhà. Nhưng trước khi Junta về thì Kubo muốn sấy tóc cho cậu ấy trước đã. Và khi mọi việc đã xong xuôi thì Kubo liền dặn cậu đi đường phải cẩn thận. Còn Junta sau khi được Kubo tận tình giúp đỡ thì có vẻ cậu cũng nhận ra đôi chút tình cảm của mình rồi. Sáng hôm sau, khi vừa tới trường thì Junta đã gặp được Kubo và cậu ấy đã trả lại Kubo bộ đồ thể thao mà hôm qua cô cho mượn. Cùng với đó là lời cảm ơn vì hôm qua đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Khi thấy Junta bảo bộ đồ này khá vừa vặn thì Kubo liền hỏi thêm là cậu ấy cao bao nhiêu. Chiều cao của Junta là 1m63 còn Kubo là 1m60. Theo Kubo thì chiều cao lý tưởng của các cặp đôi thường chênh lệch nhau 15cm. Nếu như vậy thì họ sẽ dễ dàng xoa đầu đối phương hơn. Junta chưa hiểu tại sao Kubo lại đứng sát như vậy thì cô ấy lại cúi thấp người rồi tiếp tục thả thính rằng Kubo thích chênh lệch 15cm như thế này hơn rồi mỉm cười chạy đi. Học kỳ 2 đang sắp sửa kết thúc và mùa đông cũng đang tới rất gần. Hôm nay Junta có việc quan trọng phải về sớm hơn mọi khi nên cậu ấy đã chào tạm biệt Kubo. Sau đó thì hội bạn thân đã tới để hỏi điểm bài kiểm tra của cô ấy. Nhưng Kubo không để ý lắm mà cứ nghĩ xem Junta đang có việc gì. Thì ra cậu ấy đã hứa cùng với cậu em trai Seta đi nặn người tuyết. Nhưng vì Junta tàng hình quá mạnh nên có người còn tưởng em trai cậu ấy đang chơi một mình. Thấy cô ấy lo lắng cho cô em thì cậu cũng gửi lời cảm ơn cô. Lúc này Junta để ý rằng em trai cậu đã mặc quần áo đầy đủ nên thoải mái chơi mà chẳng lo lắng gì hết. Chỉ có cậu là ngồi im một chỗ nên cơ thể đã run lên vì lạnh. Nhưng Kubo đã kịp thời xuất hiện và mang theo một chai coca nóng. Lúc này Junta mới thừa nhận rằng cậu về sớm là để đưa em trai Seta đi chơi. Vì Seta giống mẹ còn Junta thì giống bố nên trông hai anh em rất khác nhau. Lúc này Junta nhắc em trai hãy chào chị gái Kubo một tiếng. Và khi nghe thấy tiếng chào của Seta thì cô liền khen cậu bé này rất là dễ thương. Còn Seta nhìn thấy chai coca liền muốn anh trai xin cho một ngụm. Mặc dù Junta bảo rằng chai nước là của Kubo nhưng cô ấy rất sẵn lòng chiều chuộng em trai Seta của cậu. Nên Junta liền nhắc em trai phải nói lời cảm ơn cô ấy. Nhìn Seta uống ngon lành làm Kubo cảm thấy rất vui mừng. Và khi Seta uống xong thì cậu bé liền chuyển lại cho Kubo rồi mời cô ấy. Junta bảo rằng đó chỉ là thói quen của em trai cậu thôi nên Kubo cũng nhận lời và làm một ngụm. Nhưng bất ngờ là sau khi Kubo uống xong thì Seta lại chuyển qua cho anh trai. Nên Junta phải vội vàng từ chối vì nếu cậu uống nữa thì chẳng khác gì một nụ hôn gián tiếp với Kubo cả. Nhưng trước ánh mắt cầu xin của Seta cũng như lời mời tới từ Kubo, Junta đã nghĩ ra cách là sẽ giả vờ uống ực ực để cho em trai cậu vui lòng. Tới khi Seta đi chỗ khác chơi thì Kubo đã chê Junta là một thanh niên nhút nhát bởi vì có một nụ hôn gián tiếp thôi mà Junta cũng phải ngại ngùng.
hôm nay cũng là một ngày rất lạnh nên Junta đã quyết định nằm nhà và đọc truyện cả ngày. Nhưng cậu chợt nhớ ra hôm nay cũng là ngày phát hành tập mới của một bộ truyện cậu rất yêu thích. Và để có được món quà tặng kèm khi mua truyện thì Junta đã tới một hiệu sách rất là xa nhà. Nhưng cuốn truyện Junta cần mua lại có bìa là một người mẫu áo tắm khiến cậu cảm thấy hơi ngại. Cơ mà Junta vẫn tin rằng ở đây không có người quen nên cậu chẳng sợ gì hết. Lúc này trước mặt Junta có mấy thanh niên không nhận ra cậu nên chẳng thèm tránh đường. Và tới khi bọn họ đi khỏi thì có một cuốn sách đen tối bị đặt ở sai chỗ. Với lòng tốt của mình thì Junta đã định mang nó trở về chỗ cũ. Đột nhiên Junta cũng muốn xem bên trong cuốn sách này có gì hay ho. Cậu tự động viên mình rằng chắc ở đây không ai thấy cậu đâu. Đúng lúc này chị của Kubo từ đằng sau đi tới và bảo Junta rằng chưa đủ tuổi đâu em trai. Nên giờ Junta có giấu giếm thì cũng đã quá muộn rồi. Cậu cố giải thích rằng chỉ muốn đặt nó lại ở chỗ cũ mà thôi. Nhưng chị gái Kubo thì biết thừa là Junta rất tò mò muốn xem cuốn sách đó rồi. Khiến cho Junta giật mình vì cậu đã bị đoán trúng tim đen. Cậu liền check xem chị gái này là ai thì bất ngờ khi nhìn bảng tên cũng có chữ Kubo. Cảm thấy không ổn nên Junta liền vội vàng thanh toán để ra về. Và cậu tự hứa rằng chắc từ sau không dám tới đây mua sách nữa. Nhưng trước khi về thì Junta đã đánh rơi cuốn sổ học sinh và chị gái Kubo đã nhặt được nó. Sau đó thì phát hiện ra thanh niên này cũng học cùng trường với em gái mình. Nên tối hôm đó chị ấy đã mang về nhà và nhờ em gái Kubo đem trả lại. Thấy đó là cuốn sổ của Junta thì Kubo rất bất ngờ. Chị gái cho biết thêm là thanh niên này còn xem sách đen với bìa là một cô gái ngực bự, khiến cho Kubo khi nghe xong thì cạn lời luôn, không ngờ Junta lại có sở thích như vậy. Sáng hôm sau, Kubo đã mang tới lớp cuốn sổ học sinh của Junta làm cậu ấy rất ngạc nhiên, chẳng hiểu sao cô ấy lại có được nó. Nhưng khi Junta xin lại thì Kubo chẳng thèm đưa cho, cô muốn xác nhận rằng có phải Junta rất thích những cô gái ngực bự hay không. Lúc này Junta mới nhận ra chị gái của Kubo chính là nhân viên của tiệm sách đó, nên giờ cậu phải tìm cách giải thích với Kubo để cô ấy đỡ hiểu lầm. Nhưng chưa kịp nói gì thì Kubo đã trả lại sổ học sinh cho Junta, sau đó trêu cậu là đồ tà dâm khiến cho Junta rất buồn vì hình tượng của cậu bấy lâu nay đã bị phá vỡ. Vì sắp tới là lễ Giáng sinh nên Kubo muốn được tặng món quà gì đó cho Junta. Khi Kubo thấy bạn bè xung quanh bàn tán về lễ Giáng sinh thì cô cũng rất lo lắng không biết hôm đó sẽ đi chơi ở đâu. Tới khi Junta vào lớp thì Kubo đã nhắc lại về lời hứa lần trước với cậu ấy, rằng cả hai sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó và Junta đã đồng ý rồi. Nên Kubo liền rủ Junta thứ bảy tuần sau sẽ gặp nhau ở trước nhà ga. Thấy Kubo có vẻ rất vui mừng thì Junta liền xem lại lịch thì phát hiện đó chính là ngày lễ Giáng sinh. Vì trong lòng Junta rất hồi hộp nên cậu đã đến nhà ga sớm hẳn 30 phút và cậu đã tỏ ra cực kỳ sốc khi nơi đây toàn là những cặp đôi tụ tập. Đợi một hồi thì cuối cùng Kubo cũng tới nơi, thấy Junta đến sớm hơn mình làm Kubo rất ngạc nhiên nhưng cậu ấy bảo rằng vừa mới tới được vài phút. Kubo không tin liền cố gắng cầm tay của Junta lên để kiểm tra. Thấy tay của Junta rất lạnh thì chắc chắn là cậu ấy đã tới đây từ lâu lắm rồi. Nên Kubo liền mang ra món quà Giáng sinh mà cô đã cất công chọn lựa cho Junta. Nhưng trước khi cậu ấy mở ra thì Kubo cũng muốn được Junta tặng quà Giáng sinh cho mình. Thế là cô ấy liền dục Junta vào trong mua quà với ngân sách là 1.000 yên. Biết rằng Kubo rất mong chờ món quà này nên Junta dặn cô ấy cứ chờ ở đây và cậu sẽ sớm quay lại. Vì là lần đầu tiên được mua quà cho bạn gái nên Junta không biết nên chọn cái gì. Nhưng Junta phải cố lựa thật nhanh nếu không thì ở bên ngoài Kubo sẽ bị cảm lạnh mất. Còn Kubo đang rất bồn chồn chờ đợi món quà của Junta thì cậu ấy đã quay trở lại. Trên tay Junta là hai cái găng tay mà cậu còn chưa kịp gói lại vì sợ Kubo phải chờ đợi lâu. Thấy tay của Kubo đang rất lạnh thì cậu liền bảo cô ấy đeo lên luôn để giữ ấm. Và khi nhận được món quà ý nghĩa này thì Kubo cảm thấy rất hạnh phúc không thể nói nên lời. Không những thế màu của nó lại rất hợp chứng tỏ Junta đã lựa chọn rất kỹ càng. Nhưng sau khi nghĩ lại món quà của mình tặng cho Junta thì cô lại thấy hơi xấu hổ. Bởi vì món quà của Kubo chỉ là chiếc áo phông in chữ nhân vật chính mà thôi. Thấy Junta lúc nào cũng tàng hình nên cô muốn cậu mặc chiếc áo này lên để mọi người để ý. Junta nói rằng ban đầu cậu cũng không nghĩ rằng sẽ nhận được quà từ Kubo, nên dù cô ấy tặng món gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ trân trọng nó. Đứa em trai Seta của Junta rất mê siêu nhân biến hình, thậm chí cậu bé có thể xem suốt vài tiếng đồng hồ mà không hề thấy chán. Còn Junta sau khi xem cùng em trai thì cậu cũng thuộc luôn mấy tư thế để biến hình rồi. Thấy Seta suốt ngày xem siêu nhân thì mẹ liền bảo Junta đưa em trai đi đâu đó chơi. Và khi ra tới công viên thì Seta lúc nào cũng biến hình nhưng tư thế thì lại sai hoàn toàn. Junta thấy công viên không có ai thì liền hướng dẫn lại cách biến hình cho cậu bé. Và tư thế ngầu lòi của Junta khiến cho em trai cậu ấy cực kỳ ngưỡng mộ. Nên Seta liền đòi Junta làm lại vài lần để cậu bé cùng tập theo. Hai anh em sau đó đã biến hình liên tục mà không để ý tới Kubo đang đứng sau lưng từ lúc nào. Và cô ấy đã kịp quay lại những khoảnh khắc biến hình của Junta làm cậu vô cùng xấu hổ. Thậm chí cô còn muốn Junta làm thêm vài lần nữa để xem cho kỹ.
Và sau những ngày nghỉ thì Junta đã quay trở lại với lớp học, cơ mà hôm nay vì dậy muộn nên cậu ấy đã đi nhầm hai chiếc tất có độ dài khác nhau. Bỗng nhiên Junta nhìn qua Kubo thì thấy hôm nay cô ấy có gì đó rất khác so với mọi hôm. Nhưng vì quá mải ngắm nhìn Kubo nên Junta đã bị cô ấy phát hiện. Mặc dù Junta đã nói là không có gì nhưng sau đó cậu vẫn cứ nhìn trộm Kubo. Không biết hôm nay cô ấy có điểm gì mà lại thu hút Junta tới như vậy. Ngay sau đó, thầy giáo đã nhờ Kubo dán một tờ giấy thông báo ở cuối lớp học. Vì chiều cao của Kubo có hạn nên cô ấy không thể dán lên cao được nữa, nên cô liền nhờ Junta giúp đỡ mặc dù cậu chẳng cao hơn Kubo là mấy. Nhưng khi Junta kiễng chân lên thì cậu lại sợ Kubo phát hiện ra đôi tất lệch của mình, nên Junta định sẽ lấy ghế để dán cho nhanh nhưng có vẻ như Kubo đã phát hiện ra bí mật của cậu ấy rồi. Cô liền mở đôi tất của Junta ra và nhắc cậu ấy không cần phải bận tâm lo lắng về nó làm gì. Sau đó Kubo tiếp tục trèo lên ghế để dán lại tấm thông báo bị lệch. Lúc này Junta mới biết thì ra Kubo hôm nay mặc quần tất chứ không đeo tất như mọi khi. Có vẻ cái quần tất của Kubo có sức hút rất lớn khiến Junta không thể rời mắt. Thậm chí cậu lỡ mồm nói ra từ quần tất làm cho Kubo nghe thấy. Junta tưởng rằng Kubo sẽ giận nhưng cô ấy chỉ giải thích rằng sáng nay tất chưa khô nên mới mặc tạm quần tất để đi học. Và khi biết Junta rất hứng thú với quần tất thì Kubo lại được dịp trêu chọc cậu bạn này. Tuy Junta đã cố giải thích nhưng vẻ mặt của cậu thì lại chẳng đáng tin chút nào. Sau khi dán thông báo xong thì Kubo đã hỏi Junta rằng cậu đã đi uống đồ tự phục vụ bao giờ chưa? Và khi biết Junta đã từng đi uống rồi thì Kubo cảm thấy rất vui mừng. Nên cô liền rủ Junta cùng về để được thử đồ uống này một lần. Vì đây là lần đầu tiên nên Kubo đang phân vân giữa cacao và matcha latte. Suy nghĩ một hồi thì cô liền gọi cả hai thứ để được uống chung với Junta. Cơ mà thanh niên Junta lại nhát gái nên định sẽ làm một cái bánh bao nhân thịt. Thấy mình đang bị bỏ rơi thì Kubo liền năn nỉ Junta đi cùng. Bởi vì cô chưa mua đồ uống ở đây bao giờ nên muốn Junta phải đứng sau để hướng dẫn. Sau khi nhắc Kubo chọn cỡ đồ uống xong thì cô ấy liền đi pha với vẻ mặt lấp lánh. Sau đó thì tròn mắt nhìn đồ uống chảy xuống cốc như là lần đầu được trông thấy vậy. Trên tay cốc matcha latte mới mua khiến cho Kubo rất hạnh phúc. Cô còn mời Junta một ngụm nhưng thanh niên đã lập tức né thính và bảo rằng cậu có bánh bao để ăn rồi. Nhưng với một cô gái tinh nghịch như Kubo thì cậu không thể nào trốn thoát được. Nên Kubo liền cắn một miếng bánh bao của Junta rồi nhắc cậu phải ăn nhanh không thì sẽ nguội mất. Sau đó thì Kubo liền tạm biệt Junta để ra về. Trên tay chiếc bánh bao mà Kubo vừa cắn làm cho Junta phải tính xem có nên ăn hết hay không. Nhưng vì Junta tàng hình quá mạnh nên có hai chị gái tông phải cậu mà không hay biết, còn chiếc bánh bao đã rơi xuống đất khiến cậu không khỏi tiếc nuối. Sắp tới đây sẽ là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 và không ít cặp đôi đã lấy ngày này để thổ lộ tình cảm cũng như là tặng sô-cô-la cho nhau. Vì thế những chàng trai luôn tỏ ra tốt bụng để nhận được sô-cô-la từ cô gái mà họ thích. Nhưng với Junta thì ngày lễ tình nhân là ngày bình thường mà thôi. Cơ mà khi sờ xuống ngăn bàn thì lại phát hiện một túi bánh có hình trái tim của ai đó. Junta đã không tin vào mắt mình nên cậu phải nhìn lại vài lần cho chính xác. Khi thấy đó đúng là một túi bánh thì Junta nghĩ chắc là ai đó để nhầm mà thôi. Bởi vì người nói chuyện với cậu chỉ có mỗi Kubo và không thể nào chính là cô ấy được. Thấy Junta đang suy nghĩ gì đó thì Kubo liền lại gần để hỏi thăm. Thấy khoảng cách hai người quá gần nên Junta đã giật mình chạy xa mấy mét. Khi đã bình tĩnh lại thì cậu rất muốn biết đó có phải sô-cô-la của Kubo hay không. Nhưng sau khi nhìn Kubo một hồi lâu thì cậu lại không dám hỏi mà đánh trống lảng qua chuyện khác. Còn Kubo thì thắc mắc rằng không biết đã có ai tặng quà cho Junta hay chưa. Khi nghe thấy chưa có ai tặng cho cậu ấy làm Kubo rất vui mừng. Sau đó cô tiết lộ cho Junta biết rằng túi bánh trong bàn của cậu là do một cô gái đã dùng hết tâm huyết của mình để làm ra nó. Vì thế Junta phải ăn nó một cách thật ngon và đàng hoàng để không phụ lòng người ấy. Junta rất muốn biết người đó là ai nhưng Kubo lại giữ bí mật và chưa thể nói bây giờ. Hóa ra, từ hôm trước Kubo đã chuẩn bị hết nguyên liệu làm bánh cho ngày lễ tình nhân. Chị gái thấy vậy thì cũng sốc luôn, khi mà một cô em gái không biết làm bánh với cả không phân biệt nổi rau củ giờ lại đích thân vào bếp. Vì thế món bánh đầu tiên mà Kubo tạo ra đúng là một thảm họa và không thể ăn nổi. Chị gái thì khuyên cô cứ ra tiệm mua gì đó là được nhưng Kubo vẫn quyết tâm học cách làm bánh bằng được. Tới đây thì cô cũng đoán được em gái mình đang muốn tặng cho một người rất quan trọng. Nên sau đó chị gái Kubo vừa làm vừa hướng dẫn cô ấy từng bước một và sau một thời gian cặm cụi làm bánh thì cả hai đã hoàn thành. Bánh của chị gái rất đều và đẹp còn bánh của Kubo thì lại hơi vụn vỡ. Nhưng sau khi nếm thử thì chị gái lại thấy bánh của Kubo rất ngon. Chứng tỏ em gái đã dồn rất nhiều tình cảm của mình để làm ra nó. Còn Kubo thì đã dồn bánh vào túi và gói lại rất gọn gàng. Sau đó cô ra ngoài cảm ơn chị gái vì đã hướng dẫn mình. Bình thường khi ở trường thì Kubo toàn trêu Junta nhưng ở nhà thì cô lại luôn bị chị gái chọc ghẹo. Còn Junta lúc này thì đã trên tay chiếc bánh rất ngon của Kubo cơ mà cậu ấy lại chẳng biết ai đã tặng mình. Sáng hôm sau Junta lại tới lớp như mọi ngày.
Vì là một người tàng hình nên cậu có thể dùng bữa trưa ở một nơi ưa thích mà không sợ ai để ý. Và khi thấy hôm nay thời tiết rất đẹp thì Junta quyết định sẽ ăn ở ngoài trời. Cậu đã chọn rất nhiều vị trí để có một chỗ ngồi vừa kín đáo nhưng lại rất thoáng mát. Cơ mà dù Junta trốn đi đâu thì cậu cũng sẽ bị Kubo tìm thấy mà thôi. Cô ấy cùng với hộp đồ ăn của mình đã ngồi xuống chỗ của Junta để cả hai cùng ăn trưa. Trong lúc Kubo đang ăn rất ngon miệng thì cô để ý hộp đồ ăn của Junta cũng có những món còn ngon hơn thế. Nên Kubo liền ngỏ ý muốn được đổi món trứng cuộn của cô lấy trứng cuộn của Junta. Cậu ấy nghe xong thì đồng ý luôn, làm Kubo rất vui mừng. Thế là Kubo liền lấy trứng của mình ra để bón cho Junta ăn. Nhưng cậu ấy đã nhanh tay bỏ vào hộp của mình khiến Kubo có chút giận dỗi. Cho nên khi tới lượt của Junta thì Kubo nhanh chóng đỡ lấy tay cậu ấy rồi ăn một cách ngon lành. Và tình huống này đã khiến cho Junta không kịp trở tay nên cậu ấy đã bị đứng hình trong chốc lát. Tới lượt Junta ăn thử món trứng cuộn của Kubo thì cậu đã khen ngon ngay lập tức. Nhưng Kubo bảo rằng món trứng này không phải do cô làm khiến Junta có hơi chút thất vọng. Thế là Kubo đã phát hiện ra rằng Junta rất muốn được ăn đồ do cô nấu. Nên Kubo hứa rằng lần tới cô sẽ nấu ăn để mang tới cho Junta. Và dặn Junta rằng từ sau nếu ăn trưa thì nhớ phải rủ cô ấy. Đột nhiên Kubo nhìn thấy Junta có món xúc xích bạch tuộc nên đã nhanh miệng ăn mất. Và từ đây cô cũng phát hiện ra rằng Junta rất thích ăn xúc xích cùng với hamburger. Nên Kubo cảm thấy rất vui vì cô lại có thêm một thông tin nữa về sở thích của cậu bạn trai này. Sau khi kết thúc buổi học thì Kubo lại tụ tập cùng với hai đứa bạn thân Tama và Hazuki. Bọn họ đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Kubo lúc nào cũng cười một mình. Nên Tama liền thắc mắc rằng phải chăng Kubo đã có bạn trai rồi. Nhưng theo Hazuki thì Kubo còn chưa có mối tình đầu nên chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhắc tới mối tình đầu thì Tama bảo rằng hồi nhỏ cô còn muốn kết hôn với bố. Và giờ khi biết Kubo chưa có người yêu thì Tama lại muốn lấy đi nụ hôn đầu của cô. Nhưng Hazuki đã ngăn con bạn tà dâm này lại để hỏi chuyện Kubo rằng dạo này cô đang để ý tới chàng trai nào không. Thấy biểu hiện của Kubo hơi mờ ám nên bọn họ phải hỏi xem người ấy là ai. Và khi nghe Kubo nói đó là Junta thì cả bọn chỉ biết há hốc mồm bất ngờ. Tama thì bảo rằng cô rất khó hiểu khi Kubo lại đi thích thanh niên tàng hình đó. Hơn nữa từ học hành tới thể thao hay là ngoại hình thì Junta cũng chẳng có gì là nổi trội. Nhưng Kubo liền lập tức ra dấu im lặng để cho Tama không nói nữa. Bởi vì Tama chưa bao giờ biết được rằng Junta tuyệt vời như thế nào. Tất cả những ưu điểm cùng với cử chỉ tốt bụng của Junta đều được Kubo ghi nhớ. Vì thế Kubo không thích nghe một người nào đó nói xấu cậu ấy cả. Còn Hazuki thì rất thắc mắc không biết điểm tốt của Junta là gì mà lại khiến Kubo để ý tới như vậy. Kubo liền đáp rằng đó là bí mật không thể chia sẻ với những người khác. Cảm thấy Kubo đang muốn độc chiếm Junta thì Hazuki liền trêu rằng nhỡ sau này Junta nói chuyện với một cô gái khác thì Kubo sẽ cảm thấy thế nào. Câu hỏi này khiến Kubo có chút buồn buồn nên bọn họ rất thích thú trước vẻ dễ thương của cô ấy. Sáng hôm sau, vì dậy từ rất sớm nên Junta quyết định đến lớp sớm hơn mọi ngày. Tưởng mình là người tới lớp đầu tiên nhưng sau khi mở cửa thì Junta lại nhìn thấy Kubo đến lớp trước cả cậu. Khi thấy cô ấy đang nghe nhạc thì Junta đã xếp ghế vào để ngồi trước và nhắc Kubo không cần để tâm tới cậu. Nhưng Kubo đã vòng ra sau lưng Junta và cho cậu nghe một bên tai. Rồi bảo rằng trong lớp chỉ có hai đứa thì không thể không quan tâm tới Junta được. Sau đó thì xin cậu ấy nửa chỗ ghế ngồi để cả hai người cùng nghe. Khiến cho Junta cực kỳ ngại ngùng không nói được câu nào. Còn trong máy của Kubo lúc này đang bật bài hát có tên là Lời Cầu Chúc Cho Đôi Ta. Khi bài hát kết thúc thì Kubo bảo rằng bài tiếp theo là một bài mà cô rất thích. Sau đó đưa giác cắm cho Junta và bảo cậu ấy bật một bài nào đó để cả hai cùng nghe. Cơ mà Junta rất xấu hổ không dám bật vì cậu chỉ yêu thích nhạc game và anime mà thôi. Nhưng với Kubo thì dù là nhạc gì Junta thích thì cô ấy cũng nghe. Nên sau đó Junta đã cắm vào máy của cậu rồi bật một bài hát của một bộ anime. Mà bộ anime này được chuyển thể từ bộ truyện tranh mà lần trước cậu cho Kubo mượn. Junta có vẻ cực kỳ yêu thích bộ anime này nên cậu đã nói rất nhiều thứ hay ho về nó, khiến cho Kubo rất tò mò không biết nó tuyệt vời đến mức nào. Tới khi về nhà thì Kubo liền mở TV lên xem bộ anime mà Junta đã nói, khiến cho chị Kubo cực kỳ ngạc nhiên vì em gái mình lại đi xem thể loại này. Kubo liền bảo rằng cô nghe thấy bạn bè nói là bộ này rất hay, nhưng mà chị gái cũng thừa biết bạn bè ở đây chắc chỉ có Junta mà thôi. Còn Junta lúc này đang đọc tập mới nhất của bộ truyện mà cậu cho Kubo mượn và sau khi cày xong thì Junta liền xem lịch để biết ngày phát hành tiếp theo. Cơ mà cậu đã nhận ra rằng ngày Valentine trắng đang tới gần nên Junta liền tính mua một thứ gì đó nhờ Kubo đáp lại món bánh lần trước giúp cậu. Sợ rằng không ai nhận ra mình nên Junta phải giả vờ ngã để cho họ chú ý thì cậu mới có thể mua được. Nhưng tới khi mua xong món quà rồi thì cậu lại chưa biết nên đưa cho Kubo như thế nào. Cuối cùng Junta lấy hết can đảm hẹn Kubo ra một chỗ nào đó vắng vẻ để nói chuyện. Lúc này Junta nói rằng hôm nay là ngày Valentine trắng nên cậu muốn nhờ Kubo tặng món quà này cho một người.
Nghe xong thì Kubo rất sốc, tưởng là Junta muốn tặng cho một cô gái khác. Nhưng Junta liền kể rằng lần trước cậu nhận được một món bánh rất ngon nhưng lại không biết nó là của ai, nên giờ cậu muốn nhờ Kubo tặng lại cho người đó để đáp lễ đàng hoàng. Nghe xong thì Kubo đã quay mặt đi để che giấu cảm giác hạnh phúc của mình, bởi vì cô chính là người tặng chiếc bánh cho Junta và giờ được cậu ấy khen rằng nó rất ngon. Kubo liền hứa rằng sẽ trao nó tới tận tay người đã tặng bánh cho Junta, còn thanh niên thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì mà Kubo lại tỏ vẻ vui tới như vậy. Nên Junta liền cố hỏi Kubo xem người tặng bánh cho cậu là ai, thế là Kubo liền trách Junta là đồ ngốc nghếch vì tới giờ vẫn chưa nhận ra được. Thậm chí vào trong lớp Kubo cứ chăm chú nhìn Junta làm cậu lại càng thêm bối rối, cậu không hiểu rằng Kubo cứ nhìn mình như vậy là có ý gì. Hóa ra đầu tóc của Junta có hơi bù xù nên Kubo liền tới để nhắc khéo cậu, nên Junta đã rất xấu hổ đã xin phép Kubo để đi chải lại tóc. Còn Kubo thì rất sung sướng vì đây là lần đầu thấy Junta chưa kịp chỉnh trang đầu tóc. Hôm sau là một ngày nghỉ của Junta, bình thường Junta là một người tàng hình nên mỗi khi rơi đồ thì không ai có thể tìm thấy được cậu. Nhưng bất ngờ là hôm nay vừa đánh rơi chiếc khăn tay cậu đã được một cô bé tóc xanh nhìn thấy, sau đó cô bé đã gọi Junta quay lại để trả cho cậu. Nên Junta đã rất ngạc nhiên vì giờ lại có thêm người nhận ra cậu ấy, nhưng khuôn mặt của bé gái này lại khiến cho Junta cảm thấy rất giống một ai đó. Đúng lúc này chị gái của Kubo tới gần và gọi Junta là cậu bé tà giam xem sách người lớn, khiến cho cô bé tóc xanh hơi sợ hãi phải núp gần chị ấy. Còn Junta thì phải giải thích rằng cậu chưa hề xem được tí nào cả. Chị gái sau đó giới thiệu mình tên là Akina và là chị của Kubo. Còn em gái tóc xanh này tên là Saki và là em họ của chị ấy. Nên Junta liền nghĩ rằng thảo nào cô bé lại giống với Kubo tới vậy. Akina nói rằng Saki giống hệt với Kubo hồi học trung học. Thậm chí vẻ dễ thương của Saki cũng chẳng thua kém gì so với Kubo luôn. Về điểm này thì Junta liền đồng ý ngay, nhưng câu vừa rồi của cậu chẳng khác gì khen Kubo dễ thương cả. Thế là Junta lại bị bà chị này trêu cho chẳng nói được lời nào luôn. Đúng là chị em nhà Kubo có khác chỉ thích được trêu chọc người khác mà thôi. Akina còn cho Junta biết thêm rằng Saki rất ngưỡng mộ Kubo nên đã để một kiểu tóc giống hệt cô ấy. Có điều Saki lại rất tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Cô bé đã hỏi Junta rằng liệu sau này lớn lên sẽ xinh đẹp được như Kubo hay không, nên Junta đã phải lấy hết can đảm của mình ra thì mới động viên được Saki rằng chắc chắn em sẽ làm được. Và để thưởng cho câu nói động viên của Junta thì Akina đã tặng cậu ấy bức ảnh của Kubo. Hai người sau đó đã kết bạn trên Line và cuối cùng tấm ảnh của Kubo cũng tới máy của Junta. Akina sau khi về tới nhà thì đã kể lại cho Kubo biết rằng chị ấy cùng với Saki vừa gặp Junta ở ngoài đường. Kubo nghe xong thì rất là tò mò nhưng vẫn phải tỏ ra không quan tâm gì. Còn Saki thì bảo rằng Junta khen cô bé rất dễ thương y như là Kubo vậy, khiến Kubo rất hạnh phúc, còn Akina thì lại được dịp chọc ghẹo em gái mình. Cô còn nói rằng hai người đã trao đổi Line và từ sau sẽ tiếp tục gọi Junta tới chơi. Vừa nghe thấy từ tiếp tục thì Kubo đã giật mình, tưởng Akina biết chuyện cô dẫn Junta về nhà để tắm. Nhưng thực ra đó chỉ là câu nói đùa của chị gái thôi mà Kubo đã khai ra hết luôn rồi. Còn Saki thì lại tỏ vẻ ghen tị khi biết rằng Kubo và Junta rất thân thiết. Vì Junta sắp sửa bước vào kỳ thi học kỳ nên mẹ cậu ấy đã dọa rằng nếu thành tích học tập mà giảm thì cậu ấy sẽ không được chơi game nữa. Cho nên Junta phải cố gắng chăm chỉ học tập để không bị thua kém bạn bè. Nhưng khi học một mình trong thư viện thì có nhiều chỗ Junta chẳng hiểu gì hết. Đúng lúc này Kubo từ đằng sau đi tới khiến Junta phải giật mình. Thì ra cô ấy cũng tới thư viện để trả sách và tiện thể muốn chỉ bài cho Junta luôn. Nhưng mà trước đó Kubo phải đi chuẩn bị một cái kính cho thật giống một cô giáo cái đã. Bởi vì Kubo rất thông minh nên Junta nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng hiểu bài mà thôi. Cơ mà Junta lại sợ nếu làm bài sai thì sẽ bị Kubo trách phạt. Nhưng khi nghĩ tới chuyện không được chơi game nữa thì thà bị Kubo phạt còn hơn. Thế là có bao nhiêu câu không hiểu thì Junta đã hỏi Kubo để được cô ấy giải đáp. Junta đã rất ngạc nhiên khi Kubo lại giảng bài một cách chi tiết và dễ hiểu như vậy. Nên cậu có cảm giác rằng Kubo trông rất giống một cô giáo chứ không phải là học sinh nữa rồi. Và sau đó thì những bài toán đã được Junta giải quyết một cách dễ dàng. Đến khi hết giờ thì Kubo đã tạm biệt Junta và hẹn cậu ngày mai tiếp tục học ở thư viện. Bình thường khi kết thúc giờ học thì Junta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng trong lòng cậu ấy lúc này lại mong ngày mai nhanh đến hơn để được gặp Kubo. Cơ mà hôm sau Junta bất ngờ lăn ra ốm khiến cậu không thể tới trường. Tất nhiên là cả lớp chẳng hề có học sinh nào để ý tới Junta hết. Thầy giáo thì nhắc cả lớp phải cẩn thận vì đang có dịch bệnh. Còn riêng Kubo thì rất buồn vì hôm nay cậu bạn thân lại vắng mặt. Kubo muốn nhắn tin cho Junta để hỏi thăm nhưng lại do dự không biết phải nói như thế nào. Và mặc dù lớp đã tan học nhưng Kubo vẫn ở lại lớp chưa muốn về. Hazuki cùng với Tama thấy Kubo chưa về thì ở lại hỏi thăm cô ấy xem có chuyện gì. Nhưng Kubo bảo bọn họ cứ về trước còn cô thì ở lại lớp một chút. Trong lòng Kubo đang nghĩ xem nếu chỉ nhắn tin cho Junta thì có phải là đang làm phiền cậu ấy hay không.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì Kubo mới nghĩ ra được tin nhắn. Cô liền hỏi Junta rằng mai cậu ấy có tới trường hay không. Phía bên này Junta đã nhận được tin và đang chuẩn bị nhắn lại. Đúng lúc này Seta vào tới phòng để rủ anh trai đi chơi, cơ mà cậu bé lại vô tình ấn nhầm cái nút dán nhãn dễ thương cùng lời nhắn muốn gặp Kubo. Khiến cho Kubo khi nhận được tin thì rất vui không thể nói nên lời. Junta lập tức nhắn lại là đó do Seta gửi chứ không phải cậu. Nhưng Kubo liền đáp trả bằng một dán nhãn cũng dễ thương không kém. Cơ mà Kubo vẫn ngại ngùng không dám nhận là của cô nên nói rằng đó là chị gái Akina gửi. Trên đường về thì Kubo bất ngờ gặp một cơn gió lạnh, còn Junta đã khỏe lại và hôm sau có thể tới lớp bình thường. Nhưng vì đi học muộn nên cậu ấy lại chẳng dám tiến thẳng vào lớp. Đúng lúc này Kubo với khuôn mặt thẫn thờ đi ra ngoài và gặp được Junta. Có vẻ Kubo đã mệt tới nỗi không còn sức nữa nên đã ngã luôn về phía của cậu thanh niên này. Thấy Junta đã khỏi ốm thì Kubo rất vui mừng, nhưng giờ cô cũng đang ốm nên phải nhanh chóng tới phòng y tế. Junta rất muốn đưa Kubo đi nhưng cô nói rằng đây là giờ kiểm tra nên Junta cứ vào lớp trước, cơ mà Junta không thể để mặc Kubo đi một mình thế này được. Và lại biết đâu cậu chính là người lây bệnh cho Kubo thì sao? Thế là Junta liền tới chỗ Kubo và bảo rằng cả hai sẽ cùng nhau xuống phòng y tế. Cho nên Kubo đã cảm thấy rất vui mừng và khẽ tựa vào Junta để nhờ cậu giúp đỡ. Thấy Junta còn hơi ngại thì Kubo đã chủ động vòng tay qua để nắm lấy tay cậu ấy. Khi tới phòng y tế thì cả hai chẳng thấy cô y tá đâu, nên Junta đã đưa Kubo lên giường và đắp chăn cho cô ấy. Sau đó Junta định đi tìm y tá nhưng Kubo đã giữ tay cậu ấy lại. Kubo đã cảm ơn Junta và khen tay cậu ấy rất dễ chịu. Còn Junta liền đáp lại rằng tay của Kubo rất ấm áp thì cô ấy đã ngủ luôn rồi. Đúng lúc này cô y tá tới nơi và dặn Junta cứ về trước còn lại thì để cho cô ấy lo. Nên Junta cũng yên tâm về lại lớp học. Trong đầu Junta nghĩ rằng hôm nay cậu giống hệt như là một nhân vật chính vậy. Nhờ có Kubo giúp đỡ nên Junta đã vượt qua bài kiểm thi cuối kỳ với kết quả tốt đẹp. Khi gặp được Kubo thì cậu đã hết lòng cảm ơn cô ấy. Nhưng Junta có hơi buồn vì học kỳ này kết thúc thì hai người sẽ sang năm học thứ hai, có nghĩa là sẽ phải đổi lớp nên không biết có được học cùng nhau nữa hay không. Vì hôm nay trời mưa rất lớn nên Kubo liền rủ Junta về chung ô với nhau, sẵn tiện cô cũng muốn thí nghiệm xem khi đi cả hai đi cùng thì mọi người có nhận ra được Junta hay không. Nhưng Junta vốn tính nhát gái nên cậu ấy đã từ chối Kubo khiến cô phồng má giận dỗi, thế là Kubo liền nghĩ ra cách rất hay đó là để lại ô cho Junta còn cô thì đội mưa chạy về. Nên Junta không còn cách nào khác phải cầm ô tới che cho bạn gái. Kubo thấy vậy thì rất vui mừng và buổi thí nghiệm của cô ấy với Junta cũng chính thức bắt đầu. Lúc này Junta nhận ra rằng hai người giờ chẳng khác gì một cặp đôi cả. Nếu mà có ai nhìn thấy thì Junta sẽ vô cùng xấu hổ. Nên cậu ấy đã chọn một con đường vắng người qua lại để rủ Kubo cùng đi. Và cũng vì con đường chẳng có ai nên buổi kiểm tra của Kubo cũng không có kết quả. Nhưng Kubo thì vẫn nghĩ ra cớ để trêu chọc Junta. Cô cho rằng Junta đã cố tình chọn một con đường đi vắng vẻ để hai đứa được tâm sự với nhau. Khiến cho Junta rất xấu hổ đến nỗi đỏ cả tai mà không đáp lại được câu nào. Riêng Kubo thì cảm thấy rất vui và rủ Junta nếu lần sau có mưa thì hai đứa lại đi chung với nhau. Còn ở phía đằng xa thì Akina đã phát hiện em gái đang đi chung ô cùng với Junta, nên Akina nghĩ rằng tuổi trẻ của em gái đúng là rất tuyệt vời. Kubo sau khi đưa Junta về tới nhà thì đã tạm biệt cậu ấy. Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối vì khoảng thời gian hai người bên nhau lại trôi nhanh tới vậy. Còn Junta thì vào nhà với cái vai ướt sũng vì cậu chỉ chú ý che ô cho Kubo mà thôi. Khi Kubo về tới nhà thì đã được chị gái thông báo rằng thứ bảy tuần này cô em họ Saki sẽ lại tới đây chơi. Và trước khi tới nhà Kubo thì Saki đã ghé siêu thị mua một đống đồ để đem tới đó. Từ đằng xa Junta đã nhìn thấy cô em họ này đang mang rất nhiều đồ nặng liền đi tới để hỏi thăm. Mặc dù Saki nói rằng không sao nhưng Junta lại thấy cánh tay của cô bé đã chảy xước hết rồi. Khi cậu hỏi kỹ thì Saki nói rằng vì muốn được Kubo khen ngợi nên cô bé mới cố gắng như vậy. Junta cho rằng dù Saki có được khen nhưng đồng thời Kubo vẫn rất lo lắng cho cô bé. Nên Junta đã cầm giúp Saki hai túi đồ và cậu cũng cảm thấy hai túi này đúng là rất nặng. Saki bảo rằng hôm nay cô bé muốn làm món thịt hầm khoai nên đã mua rất nhiều nguyên liệu trong đó. Mặc dù trước đó Kubo đã bảo rằng cô ấy sẽ chuẩn bị nguyên liệu nên Saki không cần phải đi mua, nhưng khi biết tài nấu ăn của Kubo quá tệ thì Saki phải đích thân mua đồ để vào bếp. Cơ mà vì quá vội nên Saki đã không kịp mua hai nguyên liệu là rượu và giấm, thế là Junta liền lấy máy ra để nhắn hỏi Kubo xem nhà còn rượu và giấm hay không. Phía bên này Kubo đang rất lo lắng vì giờ này Saki vẫn chưa tới nơi, đột nhiên có tin nhắn tới từ Junta hỏi xem nhà còn rượu và giấm hay không vì Saki đang rất lo lắng. Kubo liền đáp lại luôn là nhà vẫn còn rượu nên Junta cũng yên tâm. Lúc này Saki có thắc mắc rằng Junta và Kubo có phải người yêu hay không mà lại thân nhau tới vậy. Và khi nghe Junta đáp hai người chỉ là bạn cùng lớp thì Saki lại có vẻ rất vui mừng. Saki liền khoe rằng cô bé với Kubo thân nhau tới mức gọi bằng tên thật luôn.
Sau đó thì cà khịa Junta rằng chắc chắn cậu ấy không biết tên thật của Kubo là gì đâu. Junta mặc dù biết nhưng không thể nói ra tên thật của Kubo được. Vì nếu nói ra tên cô ấy chẳng khác nào hai người là người yêu của nhau cả. Đúng lúc này Kubo hớt hải chạy tới nơi vì cô rất lo lắng cho Saki. Còn Saki liền bóc phốt Junta rằng cậu ấy không biết tên thật của Kubo là gì. Thế là Kubo lại có cớ để trêu cậu bạn trai nhút nhát này và bắt cậu ấy phải nói ra tên của cô. Nên Junta đành phải lấy hết can đảm để nói ra tên thật của Kubo đó là Nagisa. Và để đáp lại cậu ấy thì Kubo cũng nói ra tên thật của Junta cho Saki biết. Sau đó Kubo liền cảm ơn Junta vì đã giúp đỡ Saki và tạm biệt cậu ấy để ra về. Lúc này Saki để ý gương mặt ngại ngùng của Kubo thì cũng thầm hiểu hai người này thân nhau tới mức nào rồi. Vì rất dị ứng với phấn hoa nên Junta suýt nữa thì hắt hơi trong lớp và hành động này đã khiến cho cả lớp phải quay xuống chỗ cậu ấy. Còn Kubo thì rất vui mừng khi Junta được cả lớp để ý. Tiết học hiện tại của Junta đang rất nhàm chán nên cậu muốn nghĩ ra thứ gì đó để nghịch. Và trò chơi mà Junta hay làm mỗi khi rảnh đó là bấm lò xo bút. Cơ mà lần này Junta không cẩn thận đã khiến lò xo bị bật đi rất xa. Còn ở bên cạnh thì Kubo đang nhìn Junta với ánh mắt cạn lời vì trò chơi của cậu. Junta cố giải thích rằng cậu chỉ muốn xem cấu tạo của cái bút ra làm sao nhưng khuôn mặt của Kubo thì chẳng thèm tin cậu tí nào. Đột nhiên thầy giáo chuẩn bị phát phiếu bài tập và bảo các học sinh khoanh bằng bút đỏ, nên Junta rất lo lắng vì bút đỏ của cậu đã bay mất lò xo luôn rồi. Nhưng mỗi khi Junta khó khăn thì ở bên cạnh Kubo luôn sẵn lòng giúp đỡ, nên Kubo liền tặng cho Junta cây bút đỏ mới mua và dặn Junta không được tháo ra nữa. Còn Kubo thì cũng có một cây bút đỏ tương tự cái vừa tặng cho Junta, và cô rất vui mừng khi giờ đây hai người đã có hai cây bút giống nhau như là một cặp đôi vậy. Mặc dù Kubo đã dặn Junta nhớ phải dùng hết mực nhưng cậu ấy vẫn dùng cực kỳ tiết kiệm, nên sau đó cô đã cho Junta biết rằng cây bút này có thể thay được ruột. Vì thế Junta cứ dùng thoải mái mà không cần lo lắng gì hết. Nghe xong thì Junta liền hiểu rằng Kubo cố ý mua thêm một cái là để dành riêng cho cậu ấy. Khi học kỳ này kết thúc cũng là lúc các học sinh phải phân chia lại lớp học, nên cả Junta và Kubo đều tự hỏi rằng sang năm 2 thì bọn họ có được học cùng nhau nữa hay không. Và để chúc mừng kết quả thi học kỳ thì nhóm bạn Kubo đã làm một bữa tiệc ở nhà của Tama. Mặc dù Tama đã tạch mất một môn nhưng cô vẫn rất vui và coi đó là kỷ lục vì trước giờ hầu như môn nào cũng tạch. May mà vẫn được học chung với các bạn mà không phải chuyển qua trường khác. Hazuki nghe thấy có hơi cạn lời nhưng vẫn phải xoa đầu chúc mừng Tama. Ba cô gái sau đó vừa ăn bánh vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ tới tận nửa đêm. Và khi đã tới giờ đi ngủ thì Tama cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bởi vì sau bữa tiệc này thì cả bọn sẽ chính thức lên năm 2 và có lẽ sẽ không được học cùng nhau nữa. Nên cô đã ôm lấy cả hai đứa bạn vì rất sợ sẽ phải rời xa bọn họ. Cả Kubo cũng rất sợ sẽ phải rời xa Junta nên cô ước rằng mọi người sẽ tiếp tục được học cùng nhau. Vừa nghe thấy từ mọi người thì Tama liền đoán ra là trong đó có cả Junta nữa. Nên Kubo đã rất ngại ngùng và hai đứa bạn thì lại được thưởng thức sự dễ thương của cô ấy. Và sau vài phút nô đùa thì Tama cũng đã lăn ra ngủ trước tiên. Cho nên Kubo cùng với Hazuki liền rủ nhau ngủ ở dưới sàn nhà. Tới 2 giờ sáng khi Tama thức dậy thì thấy hai người bạn đã ngủ say. Nên cô cũng xuống dưới ngủ cùng họ và cầu mong rằng học kỳ tới cả bọn sẽ lại được cùng lớp với nhau. Sáng hôm sau, thấy Junta đang rất rảnh tay nên mẹ đã nhờ cậu ấy đi siêu thị mua đồ. Cậu em Seita thấy anh trai chuẩn bị ra ngoài thì cũng muốn đi theo luôn. Ở phía bên này thì chị em nhà Kubo cũng đang tính nấu thứ gì đó ngon miệng cho bữa trưa. Vì nấu ăn hơi tệ nên Kubo luôn bị chị gái Akina cà khịa. Nhưng cô em họ Saki lại rất yêu thương Kubo nên hứa sẽ nấu ăn cùng với cô ấy. Thế là hai chị em Kubo cùng với Saki đã rủ nhau đi trước để lại chị cả Akina một mình bơ vơ. Vừa tới siêu thị thì Kubo đã thấy bóng dáng người quen nên báo mọi người rằng cô ra chỗ kia có tí việc. Saki ngửi thấy có mùi không ổn liền lập tức bám theo. Riêng Akina thì đã nhận ra đó là hai anh em nhà Junta. Ở phía bên này Seita đột nhiên gửi lời chào đến một ai đó. Thì bất ngờ Kubo đã tới từ sau lưng Junta rồi tựa vào vai cậu ấy. Nhưng hai người chưa kịp chim chuột với nhau thì đã giật mình vì sự xuất hiện của Saki. Cô bé liền gửi lời chào tới Junta với vẻ mặt vô cùng ghen tị, còn cậu em Seita lại chăm chú nhìn vào Saki vì cảm thấy chị gái này rất xinh đẹp. Có điều cậu em lại hơi ngại nên phải nấp sau lưng Junta không dám mở lời, tới khi được Saki chào thì Seita mới mạnh dạn bước ra. Sau đó tặng cho Saki một viên đá đẹp nhất của mình, cảm thấy đây là món quà rất quý giá tới từ Seita nên Saki liền vui vẻ nhận nó. Còn ở phía bên cạnh thì chị gái Akina có vẻ rất hài lòng khi thấy hai em của mình ai cũng có cặp có đôi, cho nên cô ấy liền đóng vai thuyền trưởng để cho hai cặp đôi này thân thiết hơn. Akina liền rủ hai anh em nhà Junta ngày mai cùng đi ngắm hoa anh đào cho vui. Seita nghe xong thì đồng ý luôn vì cậu bé rất muốn đi chơi cùng với Saki. Quay sang Saki thì cô bé cũng nhận lời và Kubo tất nhiên không thể từ chối. Còn Junta vì chiều em trai nên cậu ấy cũng sẽ đi cùng.
và để chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai thì Kubo đã phải vào bếp để tập nấu ăn. Saki thấy vậy thì rất ngạc nhiên vì rõ ràng Kubo chẳng biết gì về nấu ăn cả. Cho nên khi bọn họ nhìn vào thì thấy cô ấy đang loay hoay với củ hành tây mà chưa biết nên nấu như thế nào. Thế là Saki liền đeo tạp dề vào bếp để giúp đỡ Kubo một tay. Cô bé đã bảo Kubo rằng không cần phải bóc hết vỏ hành tây ra làm gì. Vì chỉ cần bóc một chút thôi là quá đủ để nấu cùng với thịt băm rồi. Bước tiếp theo đó chính là cắt nhỏ hành tây. Kubo vừa nghe xong thì cầm dao lên định băm củ hành tây làm từng mảnh. Nhưng Saki liền kéo Kubo qua một bên và nói rằng chỉ cần nhẹ tay như mèo là được rồi. Tưởng Kubo đã tiếp thu được nhưng cuối cùng cô ấy đã không cẩn thận khiến ngón tay bị thương. Mặc dù Kubo bảo không sao hết nhưng Saki vẫn rất hối hận vì đã để Kubo bị thương. Vì thế lần này cô sẽ tự tay làm món thịt băm cho Kubo để chị gái không phải động tay vào nữa. Về phía Kubo thì cô chỉ biết chấp nhận rồi ngồi xuống ghế với vẻ mặt buồn chán. Tới khi chị Akina vào thì mới biết câu chuyện của hai em gái, nên chị ấy liền động viên Saki không được tự trách mình vì đó là lỗi của Kubo. Sau đó động viên Kubo không được bỏ cuộc vì thất bại là mẹ của thành công, nếu không làm và chấp nhận thất bại thì sẽ không thể nào có thành công được. Vì thế Akina đã xin Saki cho Kubo thêm một cơ hội để cô ấy thể hiện, cả Kubo cũng tới và hứa sẽ không bao giờ bị cắt vào tay nữa. Nên sau đó Saki cũng vui lòng và rủ Kubo cùng tạo ra một món thịt băm ngon nhất. Với sự hướng dẫn nhiệt tình từ Saki thì chẳng mấy chốc mà hai chị em đã hoàn thành. Cho nên Kubo đã rất vui mừng ôm lấy Saki và cảm ơn cô bé. Nhưng Saki thì lại rất thất vọng khi biết Kubo học nấu ăn chỉ vì buổi đi chơi với Junta. Sáng hôm sau, cả năm người đã tới vườn hoa anh đào ở công viên để cùng đi ngắm hoa. Đột nhiên bụng Junta réo lên rất to vì sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì. Nên Kubo nghĩ rằng chắc Junta đang muốn ăn cơm hộp của cô lắm đây mà. Và giờ cũng đã tới lúc ăn trưa nên Akina liền nhắc mọi người nhanh tập trung lại. Nhìn những hộp cơm vừa ngon vừa đẹp thế này làm Junta cũng không nỡ ăn chúng. Cậu em Seita được Akina gắp cho một miếng thì khen ngon liên tục. Thậm chí còn quay sang để khoe với Saki rằng món này đúng là ngon bá cháy. Thấy vậy thì Saki liền lấy món salad khoai tây do chính tay mình nấu để mời cậu nhóc. Chứng kiến khuôn mặt vui vẻ này làm Saki cũng rất vui trong lòng. Junta thì thấy món thịt băm rất ngon nhưng chưa lại dám gắp. Thế là Kubo liền đưa tận tay cậu ấy món thịt băm do chính tay cô làm. Ở bên cạnh thì chị gái Akina vừa uống bia vừa ăn cẩu lương là cũng no rồi. Lúc này Kubo đang đợi Junta ăn miếng thịt băm để nghe cậu ấy phát biểu cảm nghĩ. Và khi thấy Junta khen ngon thì trong lòng Kubo cực kỳ hạnh phúc. Chứng kiến cặp đôi này phát cẩu lương khiến cho Akina cũng không thể ngồi yên được. Vì đã có tí bia trong người nên cô phải sang trêu bọn họ tí cho vui. Akina nói rằng mặc dù Junta và Kubo rất giống vợ chồng nhưng mà chưa cưới nhau. Nên giờ Akina cũng muốn được hút thử em trai xem cảm giác như thế nào. Và cái thái độ gợi đòn của chị gái khiến cho Kubo nổi cơn ghen lồng lộn. Khuôn mặt của cô ấy lúc này khiến cho mọi người không khỏi sợ hãi. Vì quá bực mình nên Kubo đã tỏ vẻ giận dỗi và bỏ đi mua đồ ăn. Junta liền lập tức đi theo nhưng không dám lại gần Kubo vì nghĩ rằng cô ấy đang rất giận. Tuy nhiên cậu em trai đã động viên thằng anh phải mạnh mẽ hơn để làm lành với cô ấy. Nên Junta sau đó đã chủ động tiến lại để nói lời xin lỗi Kubo. Nhưng Kubo chỉ đáp lại rằng không phải lỗi của Junta và cứ thế bỏ đi. Cảm thấy thằng anh hơi phế vật thì cậu em Seita lại phải ra tay. Cậu liền kéo váy của Kubo lại để mong cô ấy sẽ làm lành với anh trai của mình. Và thế là Kubo đã vui vẻ trở lại rồi tiến về chỗ của Junta. Cô liền xin lỗi Junta vì thái độ vừa nãy của mình không tốt. Junta thì cũng xin lỗi Kubo vì cậu đã không để ý khiến cho Kubo nổi giận. Kubo nghe xong thì rất vui vì Junta luôn suy nghĩ về cô ấy. Nên cô liền rủ Junta cùng đi mua gà nướng để hai người kia không phải đợi. Còn Seita khi thấy hai người đã làm lành thì liền rủ cả bọn cùng nắm tay nhau. Mặc dù Junta đã từ chối nhưng Kubo thì hưởng ứng nhiệt tình và thế là cả ba người đã nắm tay nhau trông chẳng khác gì một gia đình cả. Lúc này Kubo liền hỏi Junta rằng sắp tới có muốn học chung lớp với cô ấy không và Seita liền đáp hộ anh trai rằng được ở chung với Kubo đúng là tuyệt vời nhất. Từ ngày hôm nay Junta đã chính thức lên năm 2 trung học. Tuy nhiên khả năng tàng hình của Junta thì vẫn bá đạo như ngày nào. Dù đang đứng trước mặt chị nhân viên để mua đồ nhưng phải một lúc sau cậu mới được nhận ra và nếu không phát ra tiếng động thì mọi người xung quanh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cậu. Chỉ có một người phát hiện được ra Junta đó là Kubo nhưng cậu lại chẳng biết cô ấy có cùng lớp hay không. Đứng chờ trước cái bảng thông báo một hồi lâu thì cuối cùng cậu đã được nhìn. Thấy mình học lớp thứ nhất thì Junta liền lặng lẽ đi vào lớp học. Khi đang xem mình ngồi ở chỗ nào thì Kubo đã ở bên cạnh và nói rằng chỗ của Junta ở ngay cạnh cửa sổ nên giờ cậu đã giống một nhân vật chính hơn rồi. Mọi chuyện đúng là như mơ khi cả Junta cùng với Kubo và hội bạn cô ấy đều chung một lớp học. Còn Junta thì đã ngồi vào chỗ và nhận ra ở bên cạnh là hộp bút của Kubo, còn cô ấy thì đang ở bên tấm rèm cửa sổ và tỏ ra rất hạnh phúc khi cả hai lại được ngồi gần nhau.
Sau đó Kubo kéo tấm rèm lại để che lấy Junta và bảo rằng sắp tới hai đứa sẽ không rời xa nhau nữa, bởi vì sang năm 2 và năm 3 thì sẽ không còn chuyện đổi chỗ nữa rồi. Khi nghe Junta nhận xét thời tiết hôm nay rất đẹp thì Kubo liền mở cửa sổ ra để đón không khí ngoài trời, và Kubo mong muốn rằng cô cùng với Junta sẽ tận hưởng cuộc sống năm 2 một cách vui vẻ nhất. Cơ mà Junta đang vui lại tỏ ra hơi buồn, bởi vì trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ về việc tận hưởng cuộc sống học đường cả. Sau khi buổi học kết thúc thì Kubo liền tụ tập với đám bạn của mình và ba cô gái liền nâng ly để chúc mừng ngày cả bọn về chung một lớp. Hazuki liền thắc mắc rằng phải chăng Junta đã học lớp khác vì cô chẳng thấy cậu ấy đâu. Nhưng Kubo đáp lại rằng Junta cũng học cùng lớp, thậm chí là ngồi cạnh cô ấy luôn, nên hai cô gái đã rất trầm trồ vì sức mạnh tàng hình của Junta vẫn mạnh như ngày nào. Tối hôm đó, vừa về tới nhà thì Akina đã hỏi Kubo về ngày đầu tiên đi học của em gái. Kubo liền đáp rằng cô vẫn được học chung với Tama và Hazuki, nhưng điều mà Akina quan tâm đó là Junta có học cùng Kubo hay không. Và khi nghe Kubo nói có thì cô liền chúc mừng cho em gái mình, nhưng mà cái giọng trêu chọc của chị gái lại càng làm cho Kubo ngại ngùng hơn. Vì lớp Kubo vừa bước sang năm học mới nên thầy giáo phải bầu lại ủy ban lớp, Kubo thấy vậy thì cũng muốn Junta tham gia để cậu ấy được chú ý hơn. Nhưng Junta lại chẳng muốn vì cậu cho rằng vốn dĩ mình chỉ là người thừa. Tuy nhiên Kubo lại rất để ý Junta nên năm ngoái cô thấy cậu làm ở ban môi trường. Vì thế vườn hoa trong trường lúc nào cũng sạch bóng cỏ dại mặc dù chẳng có ai động tới. Nhưng Junta vẫn từ chối tham gia và bảo rằng ban môi trường toàn những việc phiền toái mà thôi. Thật ra năm ngoái Junta rất chăm chỉ tưới tiêu vườn hoa cho trường, bởi vì cứ những ai đi qua và ngắm nhìn nó thì cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Kubo cũng nhận ra được điều đó rồi nên cô liền xung phong gia nhập ban môi trường. Thầy giáo thấy vậy thì rất vui mừng vì ở trong lớp chẳng có ai tham gia ban đó cả. Nhưng ban môi trường vẫn cần có thêm một bạn nam nữa để cùng làm việc, nên Kubo liền báo với thầy rằng Junta cũng vừa giơ tay muốn xin gia nhập. Thế là thầy giáo liền nhận Junta vào ban môi trường luôn, bởi vì thầy biết năm ngoái vườn hoa của trường lúc nào cũng sạch sẽ là nhờ bàn tay của Junta. Cậu ấy thì không còn cách nào khác đành phải nhận vị trí này, còn Kubo thì rất vui mừng nên cô cứ nhìn Junta liên tục mà chẳng rời mắt. Hóa ra hồi trước cô cũng rất hay đi ngắm vườn hoa mà Junta chăm sóc, và mặc dù chẳng ai để ý tới Junta nhưng Kubo thì cứ ngắm nhìn cậu ấy từng chút một. Thậm chí cô cũng để ý mỗi lần Junta cười khi có ai đó đứng lại để ngắm hoa, và lần này khi được làm chung với Junta thì cô rất muốn được cậu ấy giúp đỡ. Việc Kubo chung ban với Junta được bọn con trai bàn tán rất sôi nổi, và bọn họ đều cho rằng vì Kubo ở trong ban đó nên Junta mới tham gia. Thế là Kubo liền tới xin lỗi Junta vì đã khiến cậu bị hiểu nhầm. Nhưng trong đám con trai có một cậu bạn tên là Sudo lại nghĩ tốt cho Junta. Bởi vì năm ngoái Sudo cũng để ý thấy Junta hay tưới hoa ở vườn, và khi Kubo nghe được thì cô liền chúc mừng Junta đã có thêm một người để ý tới cậu. Tiết học tiếp theo là ở trong phòng thí nghiệm, Junta thấy rất bất ngờ vì giờ cậu còn chung team với cả Kubo và Sudo. Đột nhiên Sudo viết sai vài chữ nhưng cậu ấy lại quên không mang tẩy, còn Junta thì mang cả 5 cục tẩy nhưng cậu không biết nên bắt chuyện với Sudo như thế nào để cho cậu ấy mượn. Thấy Junta đang bối rối thì Kubo liền làm vẻ mặt trông rất là toan tính, cô liền sờ vào túi của Junta và khoe rằng cậu ấy mang theo rất nhiều cục tẩy. Sau đó còn bắt Junta xếp ra cả 5 cục tẩy một chỗ thì mới chịu, còn Sudo bên cạnh thì không nhịn được cười và xin Junta cho mượn một cục. Sau đó Sudo bảo rằng từ lâu đã muốn nói chuyện với Junta rồi, bởi vì năm ngoái Sudo cũng chăm sóc vườn hoa nhưng vườn của cậu ấy chẳng bao giờ được đẹp như của Junta cả. Cho nên Sudo thường hay sang lớp Junta để tìm cậu ấy học hỏi. Cơ mà một năm qua Sudo cứ tìm mãi mà chẳng thấy Junta đâu, còn ở bên cạnh thì Kubo rất vui khi giờ Junta đã có thêm bạn mới. Junta sau đó cũng nói lời cảm ơn Kubo, bởi đây là lần đầu tiên Junta có thể nói chuyện với một người ở trường mà không phải Kubo. Và lời cảm ơn vừa rồi từ Junta đã khiến cho Kubo có một cảm giác rất lạ, nên cô liền chạy ra một chỗ riêng để Junta không nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình. Khi tan trường thì Junta đã dừng lại ở một máy bán hàng tự động. Đang định mua chai Fanta vị chanh thanh xuân thì Kubo đến từ đằng sau và hù cậu một cái, làm cho Junta giật mình lấy ra nhầm mất chai nước lọc. Kubo cũng thắc mắc không biết vị chanh sao lại giống như vị của thanh xuân. Nên cô liền hỏi thử Junta xem vị của thanh xuân nó sẽ như thế nào. Vì Junta là một người không mùi không vị nên cậu ấy nói thanh xuân chỉ giống như một chai nước lọc mà thôi. Kubo liền bảo Junta rằng cậu có thể chọn bất cứ hương vị nào mà mình muốn. Có thể sủi bọt như nước có ga hoặc là sảng khoái như nước thể thao. Thậm chí là nhiều tới nỗi mà Junta không thể chọn nổi luôn. Nhưng Kubo không hiểu sao Junta cứ chọn lấy một vị đơn giản như chanh làm gì. Junta bảo rằng cậu chọn nước vị chanh chỉ là thỏa mãn một thứ gọi là thanh xuân trong đó mà thôi. Nhưng theo Kubo thấy thì thanh xuân của một người phải có bạn bè, thậm chí là một nụ hôn vị chanh nữa. Nghe xong thì Junta xấu hổ tới nỗi tàng hình luôn vì cậu chẳng có bạn bè nào cả.
Kubo thấy vậy thì rất bất ngờ, phải hỏi lại vậy cô là gì đối với cậu và tỏ ra cực kỳ giận dỗi. Cho nên Junta đã xin lỗi Kubo và hỏi rằng liệu cậu có thể trở thành bạn với cô ấy được không. Kubo liền đồng ý, làm thanh niên ngáo ngơ này nở hoa vì giờ cậu mới biết Kubo chính là bạn của mình. Kubo mặc dù rất giận nhưng vẫn hiểu cho Junta và cùng cậu ấy ra về. Để đánh thức tâm hồn của cậu bạn Junta thì Kubo đã rủ cậu ấy chơi trò chọc cười. Thấy Kubo năn nỉ thì Junta cũng đồng ý luôn, làm cô ấy rất vui sướng. Và luật chơi là nếu ai đảo mắt đi thì người đó sẽ thua. Junta đã làm một bộ mặt trông khá là kỳ quặc. Còn Kubo thì chỉ chăm chú nhìn vào mặt cậu ấy một cách cực kỳ đáng yêu. Cô bảo rằng chỉ cần không đảo mắt đi là được, còn Junta muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Kubo bảo rằng đây là lần đầu được nhìn Junta gần đến thế. Làm thanh niên này ngại quá gục mặt xuống bàn, thế là thua luôn. Mà người thua thì sẽ bị người thắng phạt làm một việc gì đó. Kubo quyết định rằng ngày mai nếu gặp nhau ở trường thì Junta phải chủ động chào cô ấy trước. Thấy Junta đã chấp nhận thì Kubo rất mong chờ ngày mai mau tới. Giờ ra chơi, Junta đã ngó ra ngoài cửa sổ để đón tiết trời mùa xuân. Nhưng vì Junta tàng hình quá mạnh nên mấy thằng bạn không để ý tới cậu. Và khi bọn họ đập khăn lau bảng thì bụi phấn đã bay hết về phía Junta. Cậu liền đi tới phòng vệ sinh để rửa tay và phủi đi bụi trên áo. Đúng lúc này Kubo tới từ sau lưng khiến Junta giật mình. Cô nói vẫn còn một chỗ bị bám bụi nên muốn phủi giúp cậu ấy. Sau đó Kubo đột ngột tiến sát Junta và vòng qua gáy cậu ấy để phủi nốt chỗ bụi còn lại. Đòn tấn công vừa rồi quá bất ngờ làm chân tay của Junta run lên, nhưng cậu vẫn cảm ơn Kubo. Sau lần tóc tai bù xù lần trước thì Kubo thấy Junta giờ đã gọn gàng hơn rất nhiều. Nên Kubo đã bảo Junta chạm vào mái tóc cô ấy để xem có mượt giống như tóc cậu hay không. Tuy Junta rất là ngại nhưng Kubo cứ giục cậu ấy phải nhanh tay lên. Thế là Junta liền khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt của Kubo khiến cô ấy không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Sau đó Kubo liền hỏi Junta xem cậu thích con gái để tóc như thế nào. Junta liền trả lời rằng nếu là Kubo thì kiểu tóc nào cũng đẹp hết. Cơ mà Kubo vẫn muốn hỏi thật kỹ Junta xem cậu ấy thực sự thích kiểu nào. Thế là Junta liền tiết lộ rằng phần lớn con trai thích tóc đuôi ngựa hơn và cậu thì cũng thế. Và vì không muốn bị Kubo tấn công nữa nên cậu giả vờ vào phòng vệ sinh nam để phủi nốt bụi. Kubo liền quyết định rằng mai sẽ để tóc đuôi ngựa xem sao. Còn Junta lúc này chỉ nghĩ về mái tóc suôn mượt của Kubo mà thôi. Trước khi kết thúc buổi học thì thầy giáo nhắc mai cả lớp sẽ đi kiểm tra thể trạng. Kubo nghe xong thì liền tiến lại chỗ Junta và nhìn chằm chằm cậu ấy. Cô thấy có vẻ như Junta đã cao thêm một chút kể từ hồi trước rồi, nên Junta rất bất ngờ vì đó cũng là điều mà cậu đang nghĩ ở trong đầu. Kubo liền hỏi Junta rằng liệu cô có lớn hơn chút nào hay không, nhưng cái tay của Kubo lại để lên ngực khiến cho Junta không khỏi bối rối vì tưởng Kubo đang hỏi về ngực của cô ấy. Kubo cho rằng nếu cứ nhìn thế này thì không chính xác chút nào, nên cô liền rủ Junta tới một góc cầu thang để thử đo chiều cao xem sao. Thấy Junta có vẻ hơi gù thì cô đã chạm vào lưng và bảo cậu phải đứng thẳng người lên. Và hành động này làm Junta nghĩ rằng Kubo lại muốn trêu chọc mình đây mà. Tiếp theo Kubo đã nhắc Junta đứng vào tường để đo chiều cao, sau đó chạm vào má Junta và bảo cậu phải nhìn thẳng vào cô ấy thì mới đo chính xác được. Kubo đã lấy ra một cái thước để lên đầu Junta để làm một mốc đo, sau đó nhắc Junta giữ lấy cái thước để đo cho Kubo. Và khi Kubo nhẹ nhàng đứng vào tường thì Junta đã bị đứng hình mất vài giây, bởi tư thế này chẳng khác gì Junta đang đẩy Kubo vào tường rồi tỏ tình với cô ấy cả. Nên Junta đã sợ quá mà chạy đi luôn, trên tay cậu vẫn cầm theo chiếc thước kẻ của Kubo mà chưa kịp trả lại, còn Kubo thì khỏi cần nói là lúc này cô ấy đang cảm thấy sung sướng như thế nào. Sáng hôm sau, Kubo đã tới chỗ cái ghế công cộng để chờ đợi Junta, và khi Junta tới nơi thì cậu đã chủ động chào Kubo trước. Kubo liền nhận ra luôn là Junta vẫn còn nhớ lời hứa hôm qua. Thế là cô cũng chào buổi sáng Junta để đáp lại cậu ấy. Junta liền mang ra chiếc thước kẻ hôm qua chưa kịp trả lại nên Kubo liền nói lời cảm ơn. Và khi hai đứa bạn tới nơi thì cô cũng không giấu nổi vẻ vui mừng của mình. Hôm nay sẽ là ngày kiểm tra thể chất. Thấy Junta có vẻ rất hào hứng thì Kubo liền tiến lại hỏi thăm. Junta thấy rằng giờ cơ thể cậu đã to lớn hơn nên cái áo rộng hồi trước đã rất vừa vặn. Nhưng Kubo có vẻ không tin nên muốn mặc thử cái áo của Junta để mặc xem sao. Sau đó ngồi xuống trước mặt của Junta để năn nỉ cậu ấy cho mượn. Tất nhiên là Junta không dám từ chối nên Kubo thấy rất vui mừng. Sau khi mặc thử áo của Junta thì Kubo nhận thấy đúng là rất rộng. Nên giờ cô mới tin là Junta đã to lớn hơn hồi trước, nhưng cái tư thế ngồi này làm Junta ngại quá mà không dám nhìn. Đột nhiên Kubo để ý thấy cả lớp đã đi kiểm tra hết nên cô vội vàng chạy ra ngoài, tiện thể cô mượn luôn cái áo thể thao của Junta khiến cậu không kịp xin lại luôn. Trong nhóm bạn của Kubo thì bọn họ rất lo lắng về chiều cao và cân nặng, nhưng với Kubo thì cô đang lo cho vòng một của mình vì mãi mà nó vẫn chưa bự hơn. Bỗng nhiên Tama để ý thấy cái áo của Kubo có vẻ rộng rộng, nhưng cô ấy lại phải nói dối là của chị gái chứ không phải của Junta.
Đúng lúc này Kubo nghe thấy hai bạn trong lớp nói rằng áo của bạn trai có mùi rất là khác biệt, thế là Kubo liền ngửi qua một chút trước khi trả lại cho Junta. Sáng hôm nay là một ngày nghỉ của Kubo, Akina vừa dậy đã thấy em gái đang chăm chú đọc cuốn tạp chí của mình. Có vẻ Kubo muốn tìm một thông tin gì đó nhưng vẫn phải nói dối là chỉ nhìn qua mà thôi. Nhưng thái độ dễ thương của Kubo lúc này thì không thể qua mắt chị gái cô ấy được, vì cô biết Kubo đã lên năm 2 rồi nên rất muốn biết nhiều cách làm đẹp của con gái. Còn Junta đang cố dòm ngó thứ gì đó thì đã bị Akina bắt gặp và cô ấy cũng đã xin lỗi về chuyện hôm trước có ý định húc cậu. Khi Akina hỏi Junta đang làm gì thì cậu ấy bảo rằng đang theo dõi Seita, bởi đây là lần đầu tiên thằng bé tự ra ngoài đi mua đồ. Akina nghe xong thì liền kể lại chuyện hồi nhỏ cô cũng từng theo dõi Kubo y hệt như vậy. Với Junta và Akina thì quãng đường mà bọn họ đi rất ngắn, chỉ vài bước chân. Nhưng với những đứa nhỏ như Seita thì nó lại như là một cuộc phiêu lưu thám hiểm. Hai người sau đó đã theo Seita tới tận siêu thị và quan sát thằng bé mua trứng. Mặc dù Junta thấy rằng công việc đi chợ với Seita lúc này là quá sớm, nhưng Akina liền bảo rằng nếu Seita dần quen với những việc nhỏ này thì khi lớn lên sẽ rất năng động và hoạt bát. Sau đó thì hai người ra ngoài siêu thị để đợi Seita quay về. Khi Seita xách túi trứng ra bên ngoài thì Akina cũng cảm thấy rất vui mừng và ôm lấy thằng bé. Lúc này Akina đã chợt nhớ về lần đầu tiên mà Kubo đi siêu thị mua đồ. Món đồ khi đó mà Kubo mua cũng là trứng nhưng cô bé đã bị trượt chân khiến cho mấy quả trứng vỡ hết. Đến khi về tới nhà thì Kubo đã rất buồn và khóc nức nở trước mặt Akina. Nhưng cô chỉ cần xoa đầu cái là Kubo đã ngừng khóc ngay sau đó. Tiện thể Akina cũng tiết lộ cho Junta rằng mặc dù Kubo đã lớn nhưng em ấy rất thích được xoa đầu mỗi khi buồn. Nên nếu khi nào Kubo cảm thấy buồn thì Akina mong rằng Junta sẽ hết mình giúp đỡ. Khi Akina về tới nhà thì cô liền kể với Kubo rằng hôm nay là ngày đầu tiên Seita đi mua đồ. Sau đó thì nhắc về chuyện hồi nhỏ Kubo khi đi mua trứng cũng để trứng vỡ hết. Tuy Kubo tỏ ra rất bực nhưng Akina chỉ cần xoa đầu cái là lại ngoan như mèo ngay. Hôm sau tới lớp, Junta nhận được tin rất vui. Đó là bộ truyện mà cậu cực kỳ yêu thích đã được chuyển thể thành phim. Và nó sẽ chính thức chiếu rạp vào cuối tuần này. Vì đang rất hào hứng nên Kubo phải gọi mãi thì cậu mới nghe thấy. Junta sau đó đã kể lại với Kubo rằng cậu đang rất ngóng chờ bộ phim này, nhưng cậu lại nghĩ rằng chắc Kubo chẳng có hứng thú gì với nó đâu. Tuy nhiên Kubo bảo rằng trước đây khi mượn mấy tập truyện của Junta thì thấy nó rất hay, nên Kubo rất muốn được đi xem phim cùng Junta vào chủ nhật này. Sáng hôm đó, Junta đã tới điểm hẹn từ rất sớm để đợi Kubo, và khi Kubo đến nơi thì Junta chỉ biết đứng hình với dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy. Vì biết Junta rất thích tóc đuôi ngựa nên hôm nay Kubo cũng thử để kiểu tóc này xem sao. Vừa lên tàu điện thì cả hai người đã phải đứng vì không còn chỗ. Còn chỗ của Kubo thì cô chẳng có gì để bám vào cả. Junta thấy vậy thì định đổi chỗ với Kubo, nhưng Kubo bảo rằng cô chỉ cần bám vào chiếc túi của Junta là được rồi. Sau khi tàu dừng để đón khách thì lại càng có đông người hơn. Và bọn họ đã vô tình xô ngã Kubo nên Junta liền lấy thân mình che cho cô ấy. Kubo có vẻ rất thích được rơi vào tình huống này. Nhưng khi thấy Junta rất khổ sở vì cố không chạm vào mặt Kubo, thì cô ấy liền bảo rằng cậu cứ đứng sát vào cô cũng không sao hết. Tuy Junta vẫn cố giữ vị trí cũ nhưng mọi người ngày càng chen lấn khiến cậu càng bị đẩy vào sát Kubo hơn. Thêm nữa là giọng của Kubo ở trước mặt làm Junta bối rối tới mức đỏ tai luôn rồi. May mắn là vài phút sau đã tới nơi nên Junta lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi đang trên đường tới rạp chiếu phim thì Kubo đã bị mấy thanh niên dân chơi để ý. Nên sau đó chúng liền tiến lại bao vây lấy Kubo rồi hỏi thăm info của cô ấy. Thấy Kubo đang khó xử thì Junta đã chen vào khiến chúng giật mình không biết cậu đứng đó từ bao giờ. Còn Kubo liền lập tức ôm lấy tay Junta rồi nói đây chính là người yêu của cô. Và khi thấy hai người này quá đẹp đôi thì mấy thanh niên bất ngờ rút lui rồi chúc phúc cho bọn họ. Tuy mọi việc đã qua nhưng Kubo vẫn nắm chặt lấy tay Junta vì sợ. Junta thấy cũng đúng thôi bởi vì khi bị ba người vây quanh thì tới cậu còn sợ nữa là. Hai người sau đó đã tới được rạp chiếu phim. Vì Junta chưa đặt trước vé nên suất chiếu hiện tại đã không còn chỗ gần nhau, cho nên Kubo liền nhắc Junta chọn suất chiếu vào lúc 4 giờ chiều. Junta thấy vậy thì sợ rằng cả hai sẽ trở về nhà vào tối muộn, nhưng với Kubo thì chẳng sao hết vì trước khi xem phim cô sẽ được đi chơi rất nhiều nơi với Junta. Giả sử như uống cà phê, chơi game hay là mua quần áo, thậm chí cô còn đùa rằng nếu về muộn thì sẽ được Junta đưa về tận nhà. Nhưng Junta liền bảo rằng đưa Kubo về nhà vốn là ý định từ đầu của cậu rồi. Nghe xong câu này thì trong lòng Kubo chợt bừng nắng hạ nên cô liền cảm ơn Junta. Ngay sau đó, Junta đã chọn xong suất chiếu phim cũng như là chỗ ngồi và tiếp theo thì bọn họ đã tới một quán cà phê ở ngay gần đó. Thấy cặp đôi củ chuối này đang uống chung một cốc làm Kubo rất muốn thử. Nhưng khi rủ Junta thì tiếc là cậu không dám đồng ý, Junta đã xem tờ menu và chọn cà phê làm đồ uống cho mình. Kubo thấy vậy thì cũng muốn được uống cà phê lần đầu vì cô chưa uống đồ này bao giờ.
sợ rằng Kubo sẽ bị mất ngủ nên Junta định chọn nước cam cho cô ấy. Vừa nói xong thì Kubo đã phồng má giận dỗi và bảo rằng Junta uống gì thì cô cũng sẽ uống theo. Vài phút sau thì hai cốc cà phê đã được đặt lên bàn khiến Kubo mừng rỡ. Nhưng vì đây là cà phê nguyên vị nên Junta định gọi thêm sữa cho Kubo để cô ấy dễ uống hơn. Cơ mà Kubo lại muốn uống giống như Junta nên cô ấy cũng không cần luôn. Và thế là khi đưa lên miệng thì Kubo đã phải nhăn mặt vì nó quá đắng. Đến khi cô chuyển qua thử cốc của Junta thì thấy nó cũng đắng giống hệt như của mình. Thấy Kubo không thể uống được thì Junta liền đứng lên để lấy thêm đường và sữa. Nhưng Kubo thì nhất quyết không nghe bởi vì khi tới đây cùng Junta rồi thì cô muốn được uống cùng thứ với cậu ấy. Tuy nhiên Junta vẫn cứ đứng lên để đi lấy khiến Kubo cảm thấy hơi buồn. Và bất ngờ là khi trở về chỗ cậu đã đem theo hai hộp đường cùng với sữa. Junta bảo rằng hôm nay cà phê đúng là rất đắng, cho nên cậu cũng muốn được uống cùng với sữa và đường cho ngon. Kubo dường như cũng hiểu được tấm lòng của Junta dành cho cô ấy. Nên Kubo sau đó đã uống hết cốc cà phê sữa một cách rất ngon lành. Junta thấy vậy thì cũng vui lây nên cậu cảm thấy cốc cà phê này đã trở nên ngọt hơn bao giờ hết. Sau khi rời khỏi quán cà phê thì cả hai đã vào một khu vui chơi, vì trước đây đã chơi trò này cùng Seita một lần nhưng không thể lấy được phần thưởng mà cậu bé thích. Cho nên lần này Junta rất quyết tâm để có được nó. Kubo thấy vậy thì liền lấy đồng xu của mình ra để thử vận may xem sao. Và tình cờ lần này cô đã kiếm được món mà Seita muốn nên cô liền lấy đó làm quà cho cậu bé luôn. Địa điểm tiếp theo của hai người đó là cửa hàng lưu niệm. Thấy Junta đang định mua thêm một cục tẩy thì Kubo liền chọn cho cậu ấy một cục khác trông rất là dễ thương. Sau đó thì cả hai vào cửa hàng quần áo để chọn đồ cho Kubo. Nhưng khi cô nhìn đồng hồ thì nhắc Junta nhanh chân quay lại kẻo phim sắp chiếu mất rồi. Vừa ngồi vào chỗ cái là Junta đã tỏ ra rất hồi hộp làm cho Kubo hứng thú. Và khi xem phim thì Junta chú ý đến nỗi mắt không rời tí nào luôn. Còn Kubo ở bên cạnh vừa xem phim vừa để ý biểu cảm của Junta từng chút một. Vì bộ phim này rất hay nên cả hai cảm thấy đúng là không uổng công tới đây để xem. Và sau khi rời khỏi rạp thì Kubo đã nói cho Junta biết rằng khi đang xem phim thì cô ấy luôn để ý khuôn mặt của Junta. Bởi vì Junta cứ thay đổi biểu cảm liên tục khiến cho cô ở bên cạnh cũng rất thích thú. Junta nghe xong tự dưng thấy bị quê vì ở lớp cậu chẳng dám tỏ ra vui như vậy bao giờ. Nhưng Kubo bảo rằng dù Junta không bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt thì cô ấy vẫn có thể đoán được là cậu đang vui hay buồn. Hai người sau đó đã lên tàu điện để trở về nhà. Và khi đưa Kubo về xong thì cô liền hỏi Junta rằng hôm nay cậu có vui hay không. Junta nói rằng cậu rất vui thì Kubo cũng có chung một cảm giác như vậy. Cho nên lần tới cô cũng muốn được đi chơi cùng với Junta ở những chỗ khác. Và hai người đã ngoắc tay nhau để xem đây là một lời hứa cực kỳ quan trọng. Trên đường về thì Junta đã nghĩ lại câu nói của Kubo khi nãy. Nên Junta phải lục lại trí nhớ xem cậu đã để lộ những cảm xúc gì cho Kubo thấy. Và hình ảnh về Kubo của ngày hôm nay cứ thế hiện lên làm Junta không kìm nổi cảm xúc ngượng ngùng của mình. Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng như mọi ngày. Và khi vừa tới lớp thì Kubo đã lại gần Junta để chào buổi sáng cậu ấy. Cho tới khi ra về thì Kubo hỏi Junta rằng cậu có tin vào bói toán và kiểm tra tâm lý trên TV hay không. Junta cho rằng việc đó chỉ dùng tham khảo nhưng con gái như Kubo thì có vẻ rất mong chờ điều này. Cho nên cô liền làm phép thử với Junta luôn. Và câu hỏi đầu tiên là khi sợ hãi thì cậu hay hét như thế nào? Junta đáp rằng dù trong tình huống nào cậu cũng chỉ hét một tiếng Yahoo mà thôi. Và khi Kubo thử tưởng tượng thì cô đã không thể nhịn được cười. Câu hỏi tiếp theo đó là trước mặt Junta có bao nhiêu bông hoa đang nở rộ. Junta liền đáp chỉ có một bông thì Kubo đã giật mình ngạc nhiên. Vì theo như trên TV thì câu đó có nghĩa là số người mà Junta muốn hẹn hò trong đời. Và với Kubo thì cô nghĩ rằng người này chính là cô chứ không thể là ai khác. Cho nên Kubo liền đề nghị Junta thử lên mạng tìm trò kiểm tra tâm lý hai người xem sao. Đây là trò chơi gồm một câu hỏi và sau khi trả lời thì nó sẽ tự động hiện ra ý nghĩa. Và câu hỏi đầu tiên mà Junta tìm thấy đó là trong căn phòng có bao nhiêu con mèo con đang vui chơi. Junta liền nghĩ là hai con còn với Kubo thì càng nhiều càng tốt vì cô rất thích sự dễ thương của chúng. Và tới khi xem thử kết quả thì cả hai đứng hình luôn. Vì câu hỏi con mèo có ý nghĩa là số đứa con mà bạn muốn sau này, Kubo sau đó cũng tạm biệt Junta để ra về. Một người không tin vào kiểm tra tâm lý như Junta mà giờ lại có chút rung động, còn Kubo khi ra khỏi cửa liền ôm mặt và tỏ ra rất ngượng ngùng. Tối hôm đó, Kubo thấy chị gái đang pha cà phê thì cô cũng muốn thử một chút. Tuy Akina bảo còn quá sớm để Kubo uống thứ này nhưng cô liền thừa nhận luôn là mình đã uống rồi. Akina nghe xong thì làm bộ mặt rất ngạc nhiên không biết em gái đã thử cà phê hồi nào. Và khi Akina hỏi thì Kubo liền đáp rằng đó là hồi cuối tuần trước. Cho nên cô nhớ ngay đó là hôm mà Kubo đã lựa một bộ đồ thật đẹp để ra ngoài. Sau đó thì Kubo cũng không biết để tóc đuôi ngựa nên Akina đã giúp em gái mình. Akina cũng không hiểu sao mà bình thường Kubo hay giận hờn mà hôm đó lại ngoan ngoãn như thế. Sau khi buộc tóc xong thì Kubo lại ngắm mình trong gương rất lâu,
thậm chí còn liên tục hỏi rằng bộ đồ này trông có kỳ lạ lắm hay không. Akina liền đáp rằng em gái cô hôm nay là người dễ thương nhất thế giới. Và sau ngày hôm đó thì Akina cảm thấy như Kubo đã biến thành một người hoàn toàn khác, cho nên giờ đây Akina đang cảm thấy vô cùng cô đơn. Bởi vì Kubo ngày nào luôn núp sau chị gái giờ đã trưởng thành mất rồi, Akina đang tự hỏi rằng từ khi nào mà hai chị em lại xa cách tới như vậy. Nhưng Kubo đáp rằng giờ cô ấy vẫn phải học theo Akina rất nhiều, chẳng hạn như việc uống cà phê này cũng vì bắt chước Akina mà thôi. Cho nên hai chị em vẫn rất gần gũi chứ không hề rời xa nhau chút nào. Vừa nói xong thì Kubo liền cầm cốc cà phê của chị gái lên phòng luôn. Akina không tin rằng có một ngày lại bị Kubo lừa như vậy, nếu phải giao em gái dễ thương này cho một người khác thì đúng là đáng tiếc. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Junta, nhưng vì chẳng ai trong lớp biết nên Junta vẫn cứ là nhân vật tàng hình như mọi ngày. Junta cứ nghĩ hôm nay mình sẽ được ăn bánh sinh nhật nên sáng cậu vẫn chưa ăn gì. Và thế là cái bụng của Junta đã réo lên làm cho cả lớp phải chú ý, còn Kubo thì lại được dịp trêu chọc Junta như mọi ngày. Và để xoa dịu cái bụng của Junta thì Kubo đã tặng cậu một thanh kẹo sô-cô-la. Junta thì nghĩ đó là một thanh kẹo bình thường nhưng bất ngờ là lại có dòng chữ chúc mừng sinh nhật của Kubo. Và cô ấy cũng đã quay sang Junta để chúc mừng sinh nhật cậu. Khi Junta thắc mắc thì Kubo bảo rằng hồi trước có xem cuốn sổ học sinh và biết được ngày sinh nhật của cậu. Kubo thấy Junta không nỡ ăn thì cô liền tặng thêm cho cậu một thanh nữa. Và thanh kẹo này có dòng chữ nhắc Junta hãy ngó xuống dưới ngăn bàn. Khi Junta nhìn xuống thì cậu thấy đó là món quà chúc mừng sinh nhật của Kubo. Junta liền mở ra thì đó là một con thú bông nhìn rất giống với cậu ấy. Kubo sợ rằng Junta là con trai nên sẽ không hợp món quà này, nhưng Junta liền cảm ơn Kubo và nói rằng cậu nhất định sẽ trân trọng nó. Junta sau đó cũng hỏi Kubo và biết được sinh nhật cô là ngày 8 tháng 2 và ngày hôm đó thì Junta hứa sẽ tặng Kubo một món quà ý nghĩa. Còn Kubo lúc này đã mở thanh kẹo ra và tranh thủ Junta sơ hở thì cô đã đút cho cậu ấy luôn. Kubo hứa rằng năm sau cô cũng sẽ tặng Junta một món quà khác, khiến Junta cảm thấy rất hạnh phúc mà không dám ngẩng mặt lên luôn. Bởi vì trước đây cậu chưa từng được ai tặng quà nhiệt tình thế này, Kubo thì rất muốn được xem khuôn mặt ngại ngùng của Junta nhưng cậu lại nhất quyết không chịu. Mặc dù đã qua năm 2 nhưng khả năng tàng hình của Junta vẫn rất mạnh mẽ, vì thế các bạn bè trong lớp nghĩ cậu ấy lúc nào cũng nghỉ học. Và giờ đây Junta mới thắc mắc rằng tại sao chỉ có Kubo là lúc nào cũng quan sát thấy cậu. Kubo thì cũng nhớ lại hồi nói chuyện cùng với Tama, bạn cùng lớp với Junta hồi cấp 2. Cô thắc mắc rằng rõ ràng Junta có chụp ảnh kỷ niệm cùng lớp nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu ấy. Tama đáp rằng vì Junta quá mờ nhạt nên 3 năm học cùng cô không bao giờ nhìn thấy cậu ấy. Nghe xong thì Kubo bắt đầu có hứng thú với Junta và bắt đầu tìm hiểu về chàng trai tàng hình này. Kubo luôn tự hỏi rằng liệu cô có thể tìm ra được Junta hay không. Và khi vừa học chung lớp thì Kubo đã có thể dễ dàng nhìn thấy Junta rồi. Mặc dù Junta có khuôn mặt vô cảm nhưng dù cậu đi đâu thì Kubo cũng phát hiện ra. Nhưng cô bạn Tama thì lại chẳng thể nào tìm thấy Junta, thậm chí cả những người xung quanh cũng không thể nhìn thấy Junta luôn. Chứng kiến điều thú vị này làm cho Kubo không nhịn nổi cười. Từ đó trở đi thì Kubo luôn quan sát Junta và càng có thêm hứng thú với cậu. Đôi khi Junta không thể hiện cảm xúc gì nên Kubo chẳng biết cậu đang vui hay buồn, cho nên lần này cô sẽ thử nói chuyện với cậu ấy xem sao. Trùng hợp là hôm nay thầy giáo đã quyết định đổi chỗ các học sinh và may mắn là Kubo đã được ngồi ngay cạnh chỗ của Junta ở hành lang cuối lớp. Vì Kubo không biết bắt chuyện với Junta như thế nào nên cô cứ chào thử một tiếng xem sao và khi nghe thấy có người gọi thì Junta đã giật mình không dám tin đây là sự thật. Cả Kubo cũng phải cạn lời vì thái độ ngạc nhiên của Junta, thậm chí cậu ấy còn nói lắp rằng mong được Kubo giúp đỡ. Junta tâm sự rằng đây là lần đầu cậu được người khác chào hỏi nên có chút vui vui. Thấy thái độ ngại ngùng của Junta thì Kubo cũng buồn cười lắm nhưng phải cố nhịn. Và từ giờ phút đó trở đi thì Kubo đã luôn bày ra những trò trêu chọc khác nhau để cô được chứng kiến khuôn mặt thú vị của chàng trai tàng hình có tên là Junta này. Tới đây thì bộ phim cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.